Em gái nó chơi như vậy à? Hello mấy chị, hello mọi người. Hello mấy chị nha. Hello mọi người nha. Hello mấy chị nha. Hello mọi người nha. Hello mấy chị nha. Hello hello mọi người. Thấy em không mấy chị? Thấy em không mọi người ơi? Thấy em không? Chấm đẹp quá mọi người. Thấy em không mấy chị ơi? Chấm em xin một chấm nha. Em đặt hồi nào? Em mới đặt hay em đặt hồi nào? Sách kem đánh răng ông già một set 2 tiếp đó phải không? Em mới đặt hay em đặt hồi nào? Em mới đặt đó thì ngày hôm qua thì hôm nay đang chốt như em nha. Chứ còn tầm tối nay hoặc là cao lắm là ngày mai nó chốt xong em. Tại vì hôm nay đang lỡ cỡ đơn hàng cho nên là đang lỡ cỡ hàng, làm hàng á cho nên là nó làm bữa nay nó chốt hơi trễ. Hello chị. Hello, hello, hello. Trời đất ơi, thôi bà đặt lại giùm tôi cái đi bà ơi, bà đặt từ 80 năm nào. Còn em thuốc và radar đúng không? Còn còn em ơi, còn còn ha. Buồn làm chi em ơi, hết duyên thì cũng phải mơ. Này mấy chị, em đặt lại đi em, bữa nay còn giảm chiết khấu nữa nè. Một set thai tiếp giá của nó là 145. Mà giảm còn 85.000 một set, về giảm thêm 10% nữa anh. Bài lâu rồi, trời ơi bà ơi, đặt bài mới cho tôi đi. Cái bài lâu rất lâu lơ rồi còn đặt gì nữa. Lên đơn mới đi em ơi. Lên đơn mới thôi nha. Đây nè mấy chị, đây set kem đánh răng ông già này xài ngon cực kỳ luôn. Mấy chị xài thử đi, bảo đảm xài là ghiền cái dòng này. Vừa xài đặc trị trắng răng, vừa đặc trị hôi miệng, vừa đặc trị vàng ố chân răng. Mà đặc biệt nha mấy chị nha, thơm tho miệng lắm. Cái thứ hai nữa là những ai bị hôi miệng là do hút thuốc nè, do cơ địa bị hôi cơ địa nè, hoặc là do bị vàng ố chân răng do hút thuốc, hoặc là do uống cà phê hay là do mảng bám, mấy chị sử dụng cho em tốt lắm mấy chị. Một set 2 tiếp chỉ có 85.000 mà bữa nay giảm thêm 10% nữa cho nên là rẻ lắm nha mấy chị nha. Không chứ ơi, hôm nay em có la áo hai set kem ok em, bữa nay em gom là rẻ lắm luôn, rẻ kỷ lục trong trong cả cuộc đời chị bán hàng luôn. Tại giảm thêm 10% đó em. Rồi mấy chị nha, khẩu trang hộp còn chị, nó còn màu hồng màu nâu chị, màu hồng màu nâu màu xám với chị Minh Nguyễn, chị ưng cái màu nào chị ủng hộ em nha. Thúy Thúy ơi, Thúy à, Thúy yêu yêu quý ơi, đây lấy em chị khẩu trang nâu, khẩu trang hồng, khẩu trang xám mà hộp đó nha. Lấy chị ba hộp đi. Rồi với hai hộp kem thâm nách ok em. À, còn gấu màu trắng 65kg hết hàng rồi. Sao gần rồi, sao mày chạy nhanh nhỉ? Rồi mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ghi giùm chị em. Hello em, hello em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi cho em sắc kem đánh răng ông già, chuyên đặc trị vàng răng, đặc trị áo răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị voi răng, đặc biệt bị hôi miệng xài nha. Cứ bị trắng, bị hôi miệng xài nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em. À, đây mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm em, ghi giùm cho em sắc kem đánh răng ông già, sắc kem đánh răng ông già. Chị ơi ngày mai đi chị, ngày mai đi. Bữa nay nó còn đâu được 2 3 đôi gì à, mà còn đôi hình như 39 chứ đôi 41 42 gì sao ấy. Mà đến ngày mai cũng không biết nó còn đôi hay gì nữa. Ngày mai được không? Mai bay Thái rồi. Mai bay Thái rồi, mai em like cho. Qua đâu biết đâu, tại vì nó lỉ sai rồi, biết đâu nó sale nữa ha. Cho nên ráng đợi ngày mai nha, biết đâu ngày mai nó sale cái mình gom cho sale nha. Ráng đợi ha. Ê, thơm quá. Dầu ông già có không chị? Có chứ. Rồi em hỏi cái USA dầu gội tím đúng không? Cái này dầu gội này là nó giúp mượt tóc này, hay còn gọi là dầu gội lụa mấy chị, collagen á. Một chai như thế này là 165.000, em giảm mấy chị còn 95.000. Còn ủ tóc tím hay còn gọi là ủ tóc lụa này, nó cùng hãng với nó luôn.
ủ tóc tím hay còn gọi là ủ tóc lụa nha mấy chị nha. Là một cái chai một hộ ủ tóc này là 145.000, em giảm mấy chị còn 75.000 và giảm thêm 10%, tính ra còn có 60 mấy ngàn thôi. Rồi cái chai này là 97.000, giảm còn có 80 mấy ngàn à. Nói chung rất là rẻ. Chị nó ông thì lên gửi giùm cho em là ủ tóc tím hoặc là ủ hay là dầu gội tím lên đơn. Cái này là chuyên dành để phục hồi tóc hư tổn nha mấy chị nha. Ok lắm, chị nào lấy lên giùm em. Hôm nay bữa qua phải không? Chị đợi nhí. Dạ để ngày mai đi em bay Thái có em gom cho nha. Khẩu trang 5 hộp sáng, 3 hộp hồng. 3 hộp hồng, 2 hộp. 5 hộp sáng, 3 hộp gì nâu 5 hộp. Sáng 3 hộp, hồng 2 hộp. Ghi chú lại cho chị. Rồi mấy chị nha, hộ trị đặc trang nữa một hũ ok em. Rồi em có lấy thì lên đơn giùm chị nha. Sắc kem đánh răng ông già ok ạ. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Sắc kem đánh răng ông già có 85.000 à, giảm thêm 10% nữa. Kệ nó, rẻ lắm mấy chị mua đi để dành gì xài ha. 85.000 giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em. Ghi cho em là chữ sắc kem đánh răng ông già nha mấy chị. Ta hết muốn cầm luôn á. Đậu hết hết. Màu hồng xám. Mày coi này Hà, mày coi này, mày coi này được không? Mày coi này được không? Chéo con mẹ sao mà thiệt luôn, quá sức chéo luôn. À quý vị nha, chị nào lấy lên giùm chim. Ba sáp âm đạo chống nắng nano, túi nước xả vải màu trắng hả? Không biết màu trắng, không có cho chọn màu em ơi, còn màu nào bán màu đỏ hả? Rồi nhưng mấy chị nha, vali trắng gửi cho chị, bữa đặt chút mà đợi hồi không thấy báo hết buồn hả? Chị ơi nó còn 7 màu được không chị Trần Quỳnh, chứ trắng hết rồi. Nè mấy chị, khẩu trang này, khẩu trang của Thái Lan người ta gom 89.000 một hộp. Em gom mấy chị 39.000 một hộp mà bữa nay còn giảm thêm 10% nữa, chị nội ân thì nói em lấy luôn nha mấy chị nha. Và hôm nay là giảm thêm 10% nữa, nó có màu hồng nè, rồi màu nâu và màu xám. Hồng nâu xám nha mấy chị nha, chị nội ân khẩu trang lên giùm cho em khẩu trang nha mấy chị nha, màu nâu này mấy chị đẹp lắm, màu nâu ha. Rồi còn cái này là màu xám nha mọi người, rất là đẹp luôn. Một hộp như thế này á là 50 cái mọi người ơi, chuẩn xách tay từ Thái Lan về Việt Nam nói điêu mắt lọc luôn. Chị nó ôm khẩu trang lên giùm em, đeo nó rất là thoải mái, không sợ bị ngợp, không sợ bị ngợp, không sợ gì nữa, không sợ bị ngợp, với lại không sợ là bị đau hai lỗ tai nha, cực kỳ thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy thì ghi cho em là hộp khẩu trang 39.000. Cái việc mà em giảm 10% là em đã lỗ rồi, cho nên có ai ưng thì lấy nha mấy chị nha. Chị nào lấy giùm em ha. Nhớ chị nha, thích cái trắng nó hả sao? Con trai hả? Ủa khẩu trang, ủa cái túi sách nào mà màu trắng, túi sách vali hả, mà con trai thích màu trắng hả? Con trai chị thích nè. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Khẩu trang chị nói ưng lên giùm em, khẩu trang hồng ha, khẩu trang màu hồng, khẩu trang màu nâu và khẩu trang màu xám, ưng màu nào lên màu đỏ giùm cho em. 39.000 một hộp và giảm thêm 10% nữa, rẻ thúi ình. Rồi bà nào ưng lên nha, rẻ lắm luôn, chị nào ưng lên, rẻ ơi là rẻ luôn, chị nào ưng lên. Đây nha mấy chị nha, ưng khẩu trang lên giùm em khẩu trang. Đây nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, chị nào lấy lên đơn giùm mấy chị nha, rẻ lắm. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Thái màu đen không có như Yến On ơi. Rồi dầu gội bưởi em có chị, em có dầu gội xả chị ơi. Dầu gội xả chị. Dầu gội xả chứ không có dầu gội bưởi, em đưa chị mấy bịch xả vải. Có xả vải nha, xả vải nhưng mà không có cho chọn màu như mấy chị nha. 49.000 một bịch mà bữa nay giảm thêm 10% nữa cho nên lỗ lắm. Nó lỗ cả tiền vận chuyển, nó lỗ không có lỗ tiền hàng mà lỗ tiền vận chuyển. Đây, hàng chính xách tay từ trong siêu thị xách tay về Việt Nam. Nếu nói xạo mấy chị em mất lọc luôn. Nha mấy chị nha, tại vì hàng này là chủ xách tay của Thái Lan, không phải nhập lại hàng của container hay là hàng của cửa khẩu hay là hàng của tại Việt Nam. Cho nên mấy chị lưu ý giùm em. Mà những ai mà xách tay mà những cái bọc này tự thái gì là mấy chị chuẩn xách tay nha, chứ không phải là like không mà không phải chuẩn xách tay đâu. Cứ cầm like không mà không phải chuẩn xách tay mấy chị. Chuẩn xách tay từ Thái Lan về, nếu như cái bịch này ấy mà mấy chị nào mà ai mà chuẩn xách tay vô siêu thị gom như em á, là một bịch này được tao bán mấy chị bèo nhất là 65-75 ngàn một bịch, hoặc là tới 95 ngàn một bịch. Còn em có 49 à, bữa nay giảm thêm 10% nữa, cho nên là lỗ là chắc luôn nha mấy chị. Ai ưng thì lấy ha. Rồi ghi giùm cho em là khẩu ở bên gì, nước xả vải bao nhiêu bịch? 49.000, bữa nay giảm thêm 10% nữa. Có chị nào ưng thì lên giùm em ha. Nước xả vải 49.000 lên đơn. Nước xả vải 49.000 lên đơn. Nước xả vải 49.000 lên đơn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Một khẩu trang nâu ok chị, khẩu trang xám ok chị, dầu cù lạc cánh bướm cá luôn, hai hộp khẩu trang. Chị Nguyễn Hậu ơi lấy màu nào cho chọn màu chị Nguyễn Hậu ơi. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Liếc sao ra dầu cù lạc cánh bướm hay vậy?
Cá rau cù lạc cánh bướm luôn. Rồi ok chị 10 bịch xả vải. Thiệt sự luôn, cái xả vải á mà mấy chị mà không nhắc em bán, em bao giờ em bán luôn mấy chị. Bán cho đủ món, bán cho mấy chị gom đơn chung. Tại vì mấy chị mà xài xả vải của em rồi là mấy chị không muốn xài dòng khác đâu. Bởi vì nó thơm đậm đặc lắm, nó không có giống như hàng giả mấy chị. Hàng giả mấy chị phơi cái áo lên hết mùi. Hoặc là mấy chị phải chế rất là nhiều ở trong đó thì mấy chị mới ngâm nó mới thơm. Khi mà thơm lên rồi họ mới được có chút xíu cái là nó bay hết mùi rồi. Nhưng mà cái dòng của Thái nó đậm đặc mà nó thơm lâu, thơm dai lắm mấy chị. Nó mềm vải lắm, đó là sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả nha mấy chị nha. Không có như Thảo Hiền ơi, có là em đã like rồi chị ơi. Rồi ok Jenny Thảo, 3 hộp 3 màu. Em ghi là một màu hồng, 3 hộp khẩu trang 39k, nhớ ghi chữ 39k vô. Một màu hồng, một màu nâu, một màu xám. Rồi nha mấy chị, 600ml lần, 600ml lần chị, chứ không phải loại 500ml nha. Loại của em là loại 600ml. Đây chị coi giùm em, 600 chứ không phải 500 nha chị. Có loại 500 nữa. Có loại 500 và có loại 600, hình như là hàng hình như có loại hàng gì đó, hàng nó có loại 500 nữa chị, nhưng mà của em là 600 nha chị nha, 600ml lận chứ không phải loại 500 nha. Một chống nắng nano rồi ok chị, 2 nano, 2 khẩu trang xám, một giò bà già, dạ ok chị, 2 bịch xả vải 49 ok chị luôn. Rồi nè mấy chị, chống nắng nano này chị ơi, bữa nay giảm giá rất là rẻ luôn. Cho nên là chị nào ưng thì ủng hộ em gom gì ha. Rồi nè mấy chị nha, đây à mấy chị, đây, chống nắng nano collagen, xài ngon lắm. Nước giặt em, nước giặt. Rồi nè mấy chị nha, đây nè mấy chị, đây mấy chị, à chống nắng nano này chị. Dòng kem best seller của shop em bán mà không có đối thủ luôn mấy bà. Tôi bán mà tôi nói thiệt, tôi bán mà có kỳ của cảm giác rất là mê mấy chị. Em nói thật mấy chị nha, mình xài không tốt, không ai mà mua đi mua lại hết trơn á, đúng không mấy chị? À chiều có chị Thanh Hoa đây, bà nói nè, tao chỉ ghiền nano thôi, mày cứ giới thiệu mã nào tao cũng không ưng, là không ưng, tao chỉ ghiền nano, tao chỉ lấy một nano thôi. Ở lần tao chỉ lấy, tao xài sai nano thôi. Hôm mới chiều với quốc tin bốt hộp nữa thì bà xuống shop em, bà kêu là mày giới thiệu hả món này món kia món nọ, tao cũng không ưng, tao ưng bằng nano thôi, tao cứ nano tao mua thôi. Thì có nhiều chị họ bảo trung thành tới cái mức mà em nói thiệt với chị, em nói ủa cái kia nó tốt nó ngon được kệ, nano là vẫn là đỉnh nha mấy chị nha. Đó dạ chị đó, nói chung là thôi kệ mấy chị, mua hữu về xài nha mấy chị nha. Một chống nắng nano là 120, em giảm cho mấy chị còn 69 ngàn, và hôm nay em giảm thêm 10% nữa nha mấy chị nha. Còn bữa còn like cuối cùng, còn vài giờ đồng hồ cuối cùng nha mấy chị nha. Nói với chị, rồi chị nó ấn lên giùm chị em ạ. Thí ơi, coi thử chị mua gì nè. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm chị em, chống nắng nano 69 ngàn. Chị nào lại lên giùm chị em ha, chống nắng nano 69 ngàn, kệ nó có 69 ngàn thôi, nhưng mà mình xài nó tốt. Nó có tới 3 công dụng lần. Thứ nhất, nó dưỡng trắng da 3 ngày cho mình. Thứ hai, nó chống nắng SPF 50 BA+. Thứ ba là mềm da, mịn da và mướt da cho mình. Đó, mướt lắm mấy chị, mịn lắm. Và cái thứ tư đó là nó giúp cho mấy chị mắc úp da, có nghĩa là nó che đi những cái khuyết điểm mà còn xấu ở trên da cho mình luôn. Và cái thứ năm là cái quan trọng nhất, đó là nó bổ sung collagen. Không phải dòng nào cũng bổ sung collagen cao như chống nắng nano. Đó là lý do nha, đó là lý do vì sao nano lúc nào cũng cháy hàng và lúc nào nó cũng là đi đầu về hàng tiêu thụ của Thái Lan, về cái mặt hàng này phải gọi là best seller luôn nha mấy chị nha. Mà bây giờ tôi bán mấy bà kìa, bây giờ là mấy chị đợi đi, không phải mình em bán hàng Thái Lan, rất là nhiều người, mà mấy chị đợi đi, có người xách tay gì á là cũng có 75, có 85, có 95, có 101, 102, có người cũng bán tới 106 và 108, em nói điêu mấy chị mắc lọt luôn. Nhưng mà tùy người ha, tại vì mỗi người ta cảm thấy cái tiền công người ta cảm thấy là tiền công người ta lời cao thì người ta mới cảm thấy là nó vừa với cái tầm người ta. Còn có người thì như em á thì thực sự luôn á là em nói là thôi gì, thay vì em lời một hũ nó nhiều tiền thì em bán nó nhiều hũ thì em cũng lời được như vậy. Cho nên là em chủ yếu là em bán rẻ để mấy chị ủng hộ em, cũng như cái kiểu là lấy công làm lời á. Cho nên chị em nào ưng ủng hộ em ha. Rồi nhưng mấy chị nha, ghi giùm em chống nắng nano 69 ngàn, giảm thêm 10%, một bữa cuối cùng nữa rồi hết nha, tại vì rẻ lắm rồi mấy bà ơi, rẻ thúi ình rồi nha. Rồi chị nào ưng lên giùm cho em ạ. Nhưng giảm được hả, như ý em dùng nữa trời. Không, chị Mai Nguyễn ơi không sao hết, tại vì cái dòng Ba Chi là cái dòng nó ok, nó an toàn nhất rồi chị, không sao hết chị. Đó, chị cứ uống thêm đi, còn nếu không á chị tin đó là chị xài thêm mát 7 đây cũng được. Chị ngưng Ba Chi, chị chuyển qua mát 7 đây cũng được, tại ba chị muốn giảm thêm nữa, tại vì nó giảm mà, có kiểu như là ví dụ chị muốn giảm 10 kg mà nó giảm mới có 3-4 kg.
Tại vì chị biết sao, giảm cân nó còn tùy vô cơ địa từng người nữa. Mình không thể nôn. Còn có nhiều loại nó giảm mạnh đó chị. Nó giảm họ trong vòng 7 ngày thôi, chị sụt tới gần mấy ký, chị rất là mệt, chị rất là sút người luôn. Như vậy là sức khỏe của mình nó không tốt. Chị cứ uống ba chi đi, hoặc là chị ưng chị chuyển qua bảy đây. Tại vì hai dòng đó nó tương đương nhau nha chị, mà nó cái giá nó cũng tương đương nhau nữa. Thì chị ưng thì tùy chị à ha. Chị Liên đinh hai sữa rửa mặt là chị lấy loại nào? Hả? Liên đinh ơi, sữa rửa mặt em lấy loại nào? Trăm lên số điện thoại à. Không, không được đâu chị ơi, vali trắng em đâu có dám nhận đơn. Tại vì em chưa qua Thái mà, sáng mai em mới bay. Sáng mai em bay Thái thì mà có thì em mới nhận đơn. Chứ lỡ mất công em nhận đơn chị mà nó không có hàng thì sao nha. Hả? Nhưng mà thằng Thúy nó lấy rồi mà. Thúy nó lấy cho chị Trần Quỳnh đó, nó lấy đó. À nó lấy cho chị Trần Quỳnh rồi. Rồi vậy giảm đi luôn. Xem nè. Xem mẹ. Mẹ ôm gì mà một đống đồ nữa vậy mẹ? Kìa. Mẹ suốt ngày mẹ mua đồ. Mẹ cũng ngừng xem mà có chút béo mà mua hoài luôn á. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Đây chống nắng đang. Ôi gì trời, tôi bán 69.000, tôi muốn khóc rồng. Bả còn 59 kìa mày. Nhìn mày giảm còn 59 như chị. 69.000 mà em khóc muốn hết nước mắt rồi đây chị ơi. Nha. Chống nắng đúng chính xác 69.000 và vẫn giảm được 10%. Đó, chị thấy em chưa? Em chơi máu lửa cỡ đó đó chị. Em chơi mà coi như là chồng em ông kêu là ê bớt like lại đi. Không chưa bao giờ mà chồng em kêu em bớt like lại mấy chị. Hồi nãy ông kêu thôi nghỉ đi đừng like nữa. Giảm rẻ quá. Nhưng mà em nói thôi kệ đi ráng like. Rồi nha mấy chị nghe, chị nào ân lên giùm em ha. À thuốc khớp nè, Hạnh Hà ơi, bữa nay giảm giá rỉ lắm, Hạnh Hà có lấy không? Rồi, lấy luôn 5 lóc đi Hạnh Hà. Rồi nha mấy chị nghe, giảm gì? Cái gì? Thuốc khớp, một lóc là 159.000 và giảm thêm 10% nữa, cho nên là chị nào ân lên giùm em ha. Lóc thuốc khớp 159.000 và giảm thêm 10%. Cái này á là nó chuyên về đọc điều trị đau nhức nha mấy chị. Đau nhức cổ, đau nhức vai, đau nhức lưng, đau nhức xương khớp, nói chung là liên quan tới xương khớp thì mấy chị uống cái này cho em. Thoái hóa cột sống hoặc là mấy chị bị đau khớp này nhức mà đi không nổi luôn á. Run cái chân luôn mấy chị, thì mấy chị sử dụng cái này cho em hay lắm. Một vỉ nó có 10 viên ha, một ngày mấy chị uống 2 viên, sáng viên chiều viên. Nhưng mấy chị cái này là nó kết hợp giữa Đông y và Tây y của Thái Lan cho nên rất là tốt. Chị nào lấy thì ghi cho em là thuốc khớp, một lóc, hai lóc, ba lóc, năm lóc, bảy lóc, 10 lóc gì lên giùm em. Bữa nay giảm 10%. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Không, chị nó ok thế chị một hộp nữa nhé vì à em trời ơi em cần giảm 8 kg nữa. Ờ chị hỏi trời ơi từ từ ha. Rồi nhưng mấy chị nghe, chị nào lấy giùm em ạ. Giảm cân là mình không nôn được chị, tại vì mình nôn á là mình giảm những cái dòng mà mạnh quá nó rất là mệt, nó kèm theo mệt, nó kèm theo là mình khó thở, nó kèm theo cho mình là đủ chứng hết. Cái dòng ba chi này là cái dòng đào thải mỡ rất là tốt. Nha mấy chị nha, đào thải mỡ rất là tốt luôn. Nó không làm cho mấy chị bị mệt và nó không làm cho mấy chị bị khó chịu như những dòng giảm cân khác. Nhưng mấy chị nha, cái điểm hay là chỗ đó mấy chị. Và nó xuống ký rất là ok, rất là an toàn luôn. Cho nên chị nào ưng thì mấy chị lấy ha. Một hộp như này bữa nay sale còn 135 và giảm thêm 10% nữa thì còn có 120 mấy ngàn à. Cho nên tính ra rất là rẻ luôn. Mà mấy chị ơi, cái này mà thí dụ như ở shop em còn được bao nhiêu hộp thì em bán bấy nhiêu hộp. Chứ mà khi mà hàng nó lên, bây giờ em mua em giá em nhập vô là gần như 140 mấy ngàn rồi á. Ba chi bữa nay cháy hàng kinh khủng nha, chị nào ân thì lên. Ghi giùm em là giảm cân ba chi, một hộp 135.000 và giảm thêm 10%. Những ai mà bắt đầu xuyên order hàng thải là bắt đầu là thấy giá bắt đầu nó tăng lên. Nhà mấy chị nha, còn không tăng là phải cao hơn em rất là nhiều đúng không? Mấy chị đợi những người sách tay hàng thải về đi, cái hộp này bây giờ là người ta bán bèo lắm, phải 165.000 trở lên. Bởi vì đã tăng giá nó báo giá cho em rồi mấy chị. Nhưng mà em nói là tạm thời em chưa lấy. Tại vì em còn được có vài hộp thì để đó coi thử chứ tại cao giá quá. Cao giá là em buộc phải cao giá lắm mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Thuốc khớp hay lắm chị, ba em bị đau chân đi không được uống thuốc nha chị, đại dần đi được rồi, ai cũng mừng hết luôn. Bắn tim I love you, cảm ơn em. Thiệt sự luôn, thuốc khớp là em giảm em nhận phép bắt nhiều lắm mấy chị. Thuốc khớp rất là phép bắt rất là nhiều. Đau nhất mà tới cái mức mà mấy chị đi mà có kiểu như là đi mà đi chống gậy luôn mấy chị. Vậy mà uống nhẹm cân, quên uống cái thuốc khớp đó mà bớt không mấy chị. Cho nên là thôi kệ chị nào mà có ai nha bị đau khớp thì mấy chị nên uống ha. Cái này bên Thái người ta bán chạy lắm mấy chị ơi. Em đi vô mấy chị, mấy lúc mà em vô trong tiệm thuốc tây em like mấy chị thấy không, khách nước ngoài người ta mua rất là đông luôn á. Toàn là khách nước ngoài không luôn mấy chị. Rồi mấy chị nha, dạ ok chị Hoa Võ nè. Và chị nào lại lên giùm chị em ha. Ba chi ok chị nè, thuốc khớp ok chị nè. Rồi, à, để xuống cho chị luôn nhé.
Dạ ok chị Tiên Nguyễn này, ngày mai nha chị, bữa nay giờ tụi nó chuẩn bị đi gì hết trơn rồi. Một nước giặt hả? Hà nước giặt đâu? Nè mấy chị, nước giặt này là nước giặt đỏ của Thái Lan, nó có rồi mấy chị, thơm. Thơm là đầu tiên ha. Sạch, giặt được áo màu và áo trắng. Giặt được vết bẩn, giặt nó làm mềm vải. Nói chung là nó có nhiều công dụng lắm. Thơm, sạch, vết bẩn, giặt được áo màu, giặt được áo trắng, giặt nó giúp cho mềm vải. 145.000 một chai. Một chai này là 850ml. Chị nào lấy thì ghi cho em là chai nước giặt nha mấy chị nha. Nước giặt đỏ 145.000 và giảm thêm 10%, tính ra còn có 130 mấy ngàn à, 30.000 mấy trăm đồng hay sao. Nói chung là cỡ tầm đó thôi mấy chị. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Một xét phụ khoa. Rồi ok chị, một lá phúc khớp. Ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ba hộp chống nắng năng pha. Hân Hà ơi, năng pha em ráng đợi giùm chị thêm 3 ngày nữa được không? Nếu được thì chị chốt nha. Còn nếu không được thì nói chị nha, tại vì năng pha hiện tại ở shop không còn một hũ em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ba chi lá phúc khớp. Dạ ok chị, hai chai nước giặt chị Linh Ngô hả? Xài đi chị, nước giặt đỏ của Thái Lan là rất là ok rồi. Nhưng mấy chị nha, nhưng mà thực sự luôn mấy chị, cái ký nó nặng lắm, với là hàng chính hãng, em lấy xách tay từ trong siêu thị gì à. Em không đi mua hàng của container giùm em nha mấy chị, cho nên là thà có thì em bán, còn không có thì nhìn, chứ không có lấy cái hàng mà ví dụ như là hàng đó nó của Thái nhưng mà thật ra là mua chỗ hàng cửa khẩu hoặc là hàng của Campuchia hoặc là hàng của Lào lên thì nó nhái lại của Thái rồi, thì đó không phải gọi là của Thái nữa, thì nó là gọi là hàng giả rồi, cho nên là em sẽ không bán nha. Thế mà tuy đắt chút xíu nhưng mà được cái là chất lượng nó ok, thì ân thì lấy à, chứ cũng không ai ép mình đúng không mấy chị. Thử cho hai chai nha. Rồi mấy chị nào lấy giùm em mà hai chai nước giặt bảo ok chị. Ba chi là 135.000 và giảm thêm 10%, tính ra còn có 120 mấy ngàn chị. Bởi vậy em mới nói nó rẻ nè. Một hộp giảm cân ba chi á là mấy bữa em bán với chị giá sale 145.000 đúng không? Lúc đầu em định giảm giá thôi, sau đó là chồng em nói là thôi hay là giảm thêm mấy chị 10% nữa. Cho nên là vừa giảm giá mà vừa giảm thêm 10%. Cho nên chị nào có lấy thì lên giùm chị em là giảm cân ba chi nha mấy chị nha, giảm cân ba chi. Như chị ở gần đây phải không? Hả, ở phía dưới đây. Ở phía dưới đây hả? Có bên đây hả? Hình như chị đi bộ hay sao? Đi bộ qua lại hả? Dạ. À, bữa nay em cũng làm lại shop á, em khai trương cho nên là em giảm 10% bữa hôm nay nữa ha. Dạ, mấy bữa đi quen về thấy đổ nản ha. Dạ. Đây mấy chị nha, chị nào lấy em. À, chị Trúc Võ. À, chị Trúc Võ ơi, 159.000 nha chị và giảm thêm 10% nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À, một lố dầu hả? Dạ ok chị. Chống nắng nano. Ok chị, ok chị. 4 kem chống nắng nano. Rồi. Đưa chị combo nám đi. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À. Khẩu trang loại nào chị? Khẩu trang loại nào? Khẩu trang loại nào chị ơi, khẩu trang loại nào? Rồi mấy chị nha. Nón kết đen, nón kết kem lợt, nón kết kem lợt là nón kết này vậy ta? Dồn đưa chị, dồn đơn chưa? À 125 mới hỏi chị Linh Nguyễn. 125 đúng không? Chị Linh Nguyễn hả? Linh Nguyễn ai chú? Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Hả? Rồi mấy chị nào lấy giùm em ạ. À? Không có Nivea chị ơi, không có Nivea. Rồi mấy chị nha, đây. Cái combo ném này chị, combo ném này. Combo ném này chị, đây. Combo ném á, dạ ok chị. Nói chung là bữa nay á là 159.000. 159.000 mà em giảm thêm 10% nữa, tính ra còn có 140 mấy ngàn lắp của chị à. Cho nên rẻ lắm, chị ưng thì chị lấy ha. Tại vì cái này để mình uống điều trị lâu dài, nó kết hợp giữa đông y và tây y để mấy chị điều trị lâu dài. Cho nên là mấy chị uống cái này nè, là mấy chị á là mình điều trị lâu dài, cho nên là mấy chị không cần phải lo lắng, tại vì nó là điều trị cho mình lâu dài, tại vì khớp mấy chị thấy không? Mấy chị đi chăm cứu, mấy chị đi làm đủ thứ hết, mấy chị đi bệnh viện, mấy chị uống thuốc tây, thuốc nam, thuốc đông, đông y hay là thuốc bắc gì đó, mấy chị uống còn rất là nhiều, thì cái này là kết hợp từ đông y và tây y, cho nên là khi mấy chị điều trị này là mấy chị chịu khó điều trị hơi lâu dài chút xíu, nhưng mà nó đỡ lắm luôn á mấy chị. À, đau nhất mà đi không nổi luôn mấy chị, mà uống cái này nó đỡ lắm, mấy chị thử ha. Uống một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi chiều sau bữa ăn cơm no, ăn no rồi mới uống nha mấy chị nha, mấy chị đừng đợi bụng đói uống ha. Ăn sáng thiệt no uống viên và ăn chiều thiệt no uống viên giùm em ha. Chị nào lấy thì lên giùm chị em ạ. Do cái này người nhà em uống nhiều lắm, xong rồi bắt đầu cái mấy chị gửi em, bắt đầu em qua Thái cái em gom giùm cho mấy chị. À, nói chung là cái thuốc này nè mấy chị, em cũng chả có bán gì, em lấy cái tiền công em lại thôi nha mấy chị nha. Một lóc đó em lấy tiền công, thí dụ như 5.000, 3.000, 7.000, 10.000 gì đấy. Hễ các chị nào ưng thì nói em lấy ha. Tại vì nó còn tùy vô tiền bạc nữa, bạc tăng thì em tăng mà bạc giảm thì em giảm nha mấy chị. Rồi chị nào lấy em sáng mai chị ghé lấy. Dạ ok chị nè. Rồi mấy chị em không có ba chi hồng, 5 hộp thuốc gấp, 5 lóc thôi chứ.
Không, cái này em bán nguyên lóc rồi chứ ơi, 159 ngàn là nguyên lóc á. Nguyên lóc này là 159 ngàn một lóc nó là 12 vỉ nha. Chứ lấy mấy lóc, chứ lấy một lóc hay là chứ lấy nhiều, em bán nguyên lóc rồi. Em bán nguyên lóc cho nó gọn, chứ em cũng không cắt ra, em bán nguyên lóc luôn. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi, cái này nha mấy chị ơi, cái này là 4K này, 4K với lại serum với lại tiếp nám, chuyên về đặc trị nám giùm cho em. Chị nào bị nám mấy chị sử dụng ha. Đầu tiên mấy chị thoa serum lên, vỗ nhẹ, serum thấm hết vô da xong mới chế thoa tiếp nám lên. Tiếp nám mấy chị vỗ nhẹ, tiếp nám thấm hết vô da xong mấy chị thoa 4K trái cây lên. Đầu đầu mấy chị vỗ nhẹ đi ngủ chị. Điều trị nám rất là ok luôn. Serum Mắc A nó có công dụng này, dưỡng trắng da, xê khích lỗ chân lông, nuôi dưỡng làn da, hỗ trợ điều trị có sạm, điều trị sạm, nám điều trị nám, muốn dưỡng là nó dưỡng cho mấy chị luôn. Tại vì cái dòng serum này rất là đa năng luôn. Nhưng mấy chị nha, nó vừa dưỡng trắng, nó vừa xê khích lỗ chân lông, nó vừa căng da, nó vừa giúp cho mấy chị hỗ trợ điều trị sạm và không điều màu da, hoặc là bị nám rồi mấy chị là nó hỗ trợ điều trị luôn ha. Còn mà cái kiểu như là không điều màu da là nhanh hết đó mấy chị. Và thêm nữa nó giúp cho mấy chị nuôi dưỡng sâu từ cái lớp tế bào da cho mấy chị luôn. Cho nên xài ok lắm. Một serum Mắc A chỉ có 87.000 và hôm nay giảm thêm 10%. Rồi, tiếp nám là cái tiếp này chuyên về đặc trị nám sạm. Không điều bên nám sạm tàn nhang hoặc là đồi mồi. Nám thì nám nhẹ, nám mảng, nám vừa. Còn tàn nhang thì tàn nhang nhẹ thôi, đồi mồi nhẹ thôi chứ nặng quá không hết. Em nói thiệt, cái tàn nhang với đồi mồi á, tách hai cái đó ra, nhẹ thì được nhưng mà nặng thì không được nha mấy chị nha. Thì mấy chị cũng điều trị giùm cho em được luôn. Rồi 4K trái cây là nó chuyên về dưỡng trắng, chuyên về dưỡng trắng, chuyên về nó cũng có điều trị nám, nó cũng có dưỡng trắng, nó điều trị nám và nó giúp làm cho mấy chị cái da mấy chị mịn hơn. Thì mấy chị có thể kết hợp nguyên combo này để điều trị nám, nó sẽ tốt hơn là mấy chị xài riêng. Nhưng mấy chị nha, cho nên ok lắm, chị nào lấy thì lên giùm cho em ạ. Combo nám 3 món. Nhưng mấy chị nói chung là tổng là hết đây có 200 mấy ngàn à, mà bữa nay còn giảm 10% nữa, tính ra lợi lắm mấy chị. À chị em nào lấy ghi giùm cho em nha. Xếp đẹp 5 cục xếp này ok ạ. À. Rồi nha mấy chị nha. Nhưng muốn dưỡng xài trắng em bỏ tiếp nám ra, em đừng có xài tiếp nám Thảo Hiền. Em muốn dưỡng trắng em thoa serum xong em thoa cái này lên, em thoa serum xong em thoa cái này lên là y bài luôn nha. Em bỏ tiếp nám ra, em đừng xài tiếp nám trong đó. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em à. Gì bộ khẩu trang 4K là khẩu trang gì? Năm mộng tiền khẩu trang rồi đó. Mộng truyền mộng tiền là khẩu trang gì? Khẩu trang 4K là gì? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Chị nào lấy lên em lóc thuốc khớp ok chị. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em à. Chị nào lấy tiếp nám 49.000, serum Mắc A 87.000, 4K trái cây 119.000, tùy mấy chị ha. 4K trái cây. Rồi mấy chị nha, một set bộ nám hoặc chị Thảo Hiên mà lấy một set nám. Rồi cho mấy chị, cái này là xài cho ban đêm. Cái này mấy chị xài cho ban đêm, cứ tối nào cũng thoa ngủ từ đây tới Tết thì mấy chị cái da mấy chị nó cải thiện dữ lắm. Nhưng mấy chị nha, rồi về cái mình ăn Tết mình cảm thấy mình cũng tự tin hơn. Nói chung nhu cầu làm đẹp cho dù bị nám mà mấy chị nửa đêm mà bị nám mấy chị cũng phải xài. Chứ đừng có nói chỉ là gần tới Tết mình mới xài. Bây giờ này mấy chị, bây giờ đầu năm mà bị nám mấy chị cũng phải xài. Cái kiểu như nám mới điều trị nó càng nhanh nó càng tốt, chứ cũng ai mà đi nuôi nám hết trơn không mấy chị. Cho nên là có là mấy chị xài chứ không phải nhất thiết là tới Tết ta mới xài. Đúng không mấy chị? Cho nên là kệ nó, có nám nhẹ thì mình xài nó sẽ nhanh hết, nặng hơn thì mình điều trị nó lâu dài hơn. Cho nên là mấy chị mà thà mình trị nhẹ cha đâu muốn trị nặng, cho nên là mình có là mình xài liền ha. Đây mấy chị nha, chị nào lấy em không? Em không nám Thảo Hiền là em ghi là một serum HA 14K trái cây. Ok Thảo Hiền nha, một serum HA 14K trái cây. Em cho mấy chị coi cái da em lúc trước mà em bị này. Đấy mấy chị nhìn đây em là mấy chị có động lực mấy chị xài kem ha. Mấy chị có động lực mấy chị xài kem. Tại vì hồi lúc đó da em nó xấu dữ lắm mấy chị. Da em mới có bầu. Em có bầu sao em sinh em bé ấy, bây giờ lại có bầu tiếp nữa. Đây này mấy chị coi giùm em nè. Cái da em này hồi xước này mấy chị, nó có sạm, nó có tàn nhang, nó có đồi mồi, nó có nám nhẹ, nó có đều hết luôn. Nó có vết thâm do mụn để lại. Mà mấy chị nhìn thấy cái da mình mà bị nám một phát cái là nhìn nó già hẳn luôn mấy chị. Mặc dù bây giờ là nó cũng gần như già, nhưng mà mấy chị hồi lúc đó em rất là già. Cái này là 3 năm về trước đó mấy chị. À mấy chị thấy không, đó là cái da em á. Em xài, em kiên trì, em xài combo này nè. Em thoa serum này xong em thoa cái 4K trái cây lên. Mà em chỉ không biết bao nhiêu chị luôn á. Mấy chị cứ kêu Thủy ơi xài tốt lắm, Thủy ơi chị xài giờ chị hết vết mờ trên da luôn. Bị sạm, không đều màu da, xài cái này nhanh hết cực kỳ. Da chị nào muốn dưỡng trắng, da chị nào bị đen chai lì, Thủy ơi sử dụng nhiều loại mà da cứ ngâm ngâm hoài ấy. Trắng không trắng mà đen cũng không đen, cứ sạm 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 cái màu, bực bội trong người lắm mấy chị. Thoa cái này xong thoa cái này lên nha. 4K trái cây thì 119.000 giảm thêm 10%. Serum HKA là 87.000 và giảm thêm 10%. Rồi hôm nay rất là rẻ, mấy chị cứ thử một combo trước. Ok rồi mình mua thêm, chứ không cần mua một lúc mấy bộ liền nha mấy chị nha. Nó cũng không nhiêu tiền hết đó mấy chị. Rồi chị nào lại lên giùm cho em.
Còn cái tip nám này là 49 ngàn thôi nha mấy chị. Combo này xài gần hết một bộ, giảm nám rõ rệt. Mịn nửa xài mê lắm luôn. Bắn tim chị Chương Ngọc Yến, I love you. Cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị. À mà quên mất hả, ok em Dung Trần. Hả? Edena Phan lên số điện thoại giùm em ạ. Rồi trị viêm năng lam cộng sữa 8 anh pha, ok Mimi. Rồi ok mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy combo nám lên giùm chị em, combo nám thử đi mấy chị. À thử đi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị. Rồi em lên tiếp cho mấy chế cho xịt chuột. Xịt đuổi chuột siêu hay, siêu hiệu quả, siêu tốt, siêu ok, siêu sướng luôn. Trong nhà có chuột xịt chim, xung quanh bếp có chuột xịt chim, trần nhà có chuột xịt chim, gầm xe hơi có chuột xịt chim nha mấy chị nha. Miễn sao chỗ nào có chuột ngứa mắt nó quá xịt chim đi, xịt có tầm 3 lần thôi mấy chị, đi sạch không còn con. Hôm nay xịt, ngày mai xịt, ngày mốt xịt cho chị nha. Hôm nay xịt, ngày mai xịt, ngày mốt xịt, kỳ kia xịt em 5-7 lần thôi mấy chị nha. Là em nói thiệt mấy chị, đi không còn một con luôn. Xịt chuột 87 ngàn, giảm thêm 10% nữa. Chị nào lấy ghi giùm cho em, xịt chuột 87 ngàn, giảm thêm 10% nữa. Cái này là 125 mà em giảm còn 87 ngàn, và hôm nay giảm thêm 10% nữa. Chị nào ơn thì ghi giùm cho em, xịt chuột 87 ngàn, lên đơn nha mấy chị nha. Cái khẩu trang 3D hả? Khẩu trang 3D đây. Khẩu trang 3D này. Khẩu trang 3D nè. Đây khẩu trang 3D nè. Khẩu trang 3D các chị nào lấy lên giùm em nha. Bữa nay giảm giá mà phải nói là siêu mạnh luôn. Khẩu trang 3D nó gồm có nhiều màu nha. Một gói á, là nó có 10 cái. Giá của nó là 15 bạc một gói. Quên, 35 bạc một gói bán lẻ. Còn mấy chị mình lấy sỉ á, thì còn 15 ngàn một gói. Còn chị nào mà lấy 10 gói trở lên á, là còn 9 ngàn đồng một gói. Và giảm luôn 10%. 10 gói là 90 cái. Quên, 10 gói có nghĩa là 100 cái đó mấy chị. Mà 90 ngàn mà còn giảm thêm 10% nữa. Cho nên là mấy chị ơi nó rẻ lắm nha. Chị nó ơn khẩu trang gửi dùm cho em là khẩu trang 3D màu trắng. Màu trắng nè. Rồi màu B, mấy chị lấy màu nào lên cho em màu đỏ nha. Một gói tới 10 cái lần. Mà một gói là 15 ngàn. Mà mấy chị lấy 10 gói trở lên còn 9 ngàn đồng một gói thôi. Đó. Khẩu trang màu B ha. Rồi khẩu trang màu hồng ạ. Rồi khẩu trang màu xanh nha mấy chị nha. Rồi khẩu trang màu xanh. Rồi tiếp khẩu trang màu đen, chị nó ân lên giùm cho em. Rồi tiếp khẩu trang màu đen, chị nó ân lên giùm em. Khẩu trang màu đen này. Khẩu trang màu xanh này. Khẩu trang màu hồng này. Rồi khẩu trang màu xám này, quên màu trắng này. Rồi khẩu trang màu bi này. Hôm nay xã đã dưới giá vốn rồi. Lưu ý giúp em, cho dù mấy chị mua 1.000 bịch em vẫn không giảm một xu nào nữa. Bởi vì bình thường em đã bán mấy chị, em đã nói là em đã lấy tương tác rồi. Cho nên chị nào ân á thì mấy chị lấy. Em đã bỏ cái tiền em ra rồi, em mua giùm cho mấy chị từ bên Thái Lan, em xách tay về nữa là không có rẻ hơn được nữa. Chị nào có ân thì lấy ha. Mấy chị không tin thử đi mua chỗ khác đi, có phải bán mấy chị 35 ngàn bịch không? Mà một bịch 10 cái những người ta bán mấy chị 35 ngàn, còn em bán mấy chị cho dù 15 ngàn một gói em vẫn rẻ hơn người khác rất là nhiều nha mấy chị nha. Cho nên là bây giờ để mấy chị mà mấy chị lấy 10 bịch trở lên còn có 9 ngàn một bịch thôi đó, mà còn giảm thêm 10%. Cái chuyện mà giảm 10% đó là do đột xuất em khai trương. Em định không có like rồi mà nhiều chị nhắc quá cho nên em like. Thì bây giờ để mấy chị, thật ra em đang âm vốn còn có 8 ngàn mấy gói à, bên nhân em đang âm vốn cái này. Hãy mà ân á thì lấy nha mấy chị nha. Mà mấy chị em ở Thái á, thì khi em ở Thái mấy chị hãy gửi em. Thầy ơi lấy giùm chị chục thùng. Chục thùng em không gom được đâu mấy chị nha. Chục thùng em không gom được đâu, bởi vì em bỏ tiền vốn em ra nhiều. Rồi em gửi về cho mấy chị trong khi em lời ngàn nào hết trơn á, cho nên em cũng lấy luôn. Nhiều quá cũng đâu có lấy. Nhưng mấy chị nha, mà một hộp một thùng như vậy là 500 bịch lận. Mấy chị thấy chưa? Cho nên là mấy chị thông cảm giùm em ha. Rồi mấy chị nha, khẩu trang 3D chị nào ưng màu nào lên cho em màu đó ha. Cho nên là thật ra cái màu nó đẹp lắm mấy chị. Màu nào cũng đẹp hết, màu mới nè mấy chị. Mấy chị đeo cái này đố mấy chị ra đường mấy chị đụng hàng với ai? Đúng không mấy chị? Tại cái màu này là màu mới nhất ra của nó luôn á, cái màu mới ra luôn. Mới ra của chuyến vừa rồi em đi Thái đó mấy chị, là nó mới ra là em gom cho mấy chị á. À, chứ còn mấy chuyến trước là nó không có nha mấy chị nha. Nó có mấy chuyến trước nó chỉ có 4 màu thôi. Chuyến này em đi á thì nó lại có thêm cái màu xanh này nữa cho nên em gom luôn. Rồi chị nào lấy ghi chị em khẩu trang nha mấy chị, một gói 15 ngàn mà 10 gói trở lên là còn 9 ngàn đồng một gói và giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy ghi chị em khẩu trang 3D nha. Khẩu trang 3D, khẩu trang 3D nha mấy chị nha. Chị Thảo Hiền, khẩu trang 3D là gói chứ không phải hộp ạ? Khẩu trang 3D là gói nha Thảo Hiền ơi, lấy bao nhiêu gói nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em xịt chuột, xịt chuột, ok chị. Rồi mấy chị nha.
Chị Ngọc là chị nào vậy cha? Chị Adam Phan này, chị Ngọc là chị nào vậy ta? Nhiều chị lắm chị ơi. Rồi mấy chị nha, chị nào combo ném ok chị. Rồi mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, bữa nay trời ơi tôi nói để em làm một cái gọi là cái nhóm. Một cái nhóm để em mấy chị mà mua sỉ khỏi mất công hỏi, nhiều khi nhân viên em nó không biết, nó hỏi em có nhiều khi nó giảm, nhiều khi nó không giảm. Tại nó không biết đó mấy chị. Đây mấy chị nha, chị nào lại em 5 màu nha chị Đặng nha. Một gói khẩu trang hả? Một gói là 15 ngàn nha chứ ơi. Rồi mấy chị nha. Kem 4K đồng giá 119 ngàn ạ. 4K trái cây 119 ngàn. 4K đen 119 ngàn. 4K đỏ 119 ngàn. Đây mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em ạ. Dạ ok mấy chị, muốn sao em lấy đó nha mấy chị nha. 4K trái cây 119, 4K đen 119, 4K đỏ 119 và giảm như 10% trong dịp ngày khai trương luôn. Cho nên rẻ lắm chị, ân thì chị lấy ha, ân thì ủng hộ em nha. Khẩu trang em mới lai xong á chị, nó có 5 màu. Khẩu trang em mới lai xong nó có 5 màu. Đâu cái khẩu trang đó đâu? Đâu? À đây đây đây. Nè khẩu trang này chị. Nè em lên lại một lần nữa cho mấy chị ân thì mấy chị chọn nha, tại hôm nay rẻ lắm mấy chị ơi. Nè khẩu trang màu hồng ha, khẩu trang màu hồng ạ. Rồi khẩu trang màu trắng một bịch đó là 15 ngàn, mà một bịch là 10 cái nha. Chị nào lấy 10 bịch đó thì còn 9 ngàn đồng một bịch nha mấy chị nha, và giảm thêm 10% nữa. Cái 10% này là em giảm đột xuất, chị nào có ơn thì lấy ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em khẩu trang nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng lên giùm cho em ạ, chị nào ưng lên giùm cho em ha, khẩu trang nha mấy chị nha. Khẩu trang chị nào lấy lên giùm em, một bịch 15 ngàn, 10 bịch trở lên còn 9 ngàn bịch, chị nào lấy lên đơn 10 bịch 15 ngàn, chị nào lấy 10 bịch đó là còn 9 ngàn bịch. Rồi chị nào lấy khẩu trang lên em ha. Một gói của nó 10 cái lần chị. Một gói nó nhiều lắm, 10 cái lần nha. Em có nước giặt nha chị. Nhưng mà hàng của em là em nói trước là em mua trong hàng của siêu thị nha, chứ em không có bán cái hàng của container hay là hàng công ty mà ở Việt Nam mình lên đâu. Cho nên nó là không có rẻ như hàng của công ty đâu nha chị. Hàng của em là hàng chính xách tay từ Thái gì ha. Rồi nè chị, nè một gói nó tới 10 cái lần, rất là nhiều nha, nhiều lắm. Mấy chị nào mà đi du lịch đó, mấy chị vô Eleven ấy, mấy chị sẽ thấy nó treo những cái bọc khẩu trang như thế này, cứ 35 bạc gói. Mấy chị thử đi, nó cứ việc nó bán 35 bạc gói thì mấy chị cứ ơn người mấy chị mua. Thiệt ở trong Eleven á, nói chung là Eleven thì có chỗ nó bán, có chỗ nó không bán. Tại vì nó hay hết hàng lắm, do khách du lịch người ta hay mua á mấy chị. Nó hay mua, người ta hay mua á. Đi du lịch đó là thường ít có ai đem theo khẩu trang, đem ít thôi, đủ xài thôi. Thế xong cái hết, cái người ta vô trong Eleven người ta mua nhiều lắm. Cho nên nó là lúc đầu em biết tới nó là em cũng mua ở trong Eleven á. Xong cái bữa đó mấy chị nhớ không, em đeo. Em đi siêu thị em đeo cái khẩu trang, xong đầu mấy chị mới hỏi em là Thủy ơi có bán hay không. Em thấy nhiều chị hỏi quá, bắt đầu em mới gom. Em mới gom mà em thấy là 35 bạc, giờ chẳng lý mình bán nhiều, có bán bèo nhất cũng phải 37 ngàn, hoặc là có gom lấy tương tác thì cũng đúng 35 ngàn. Xong rồi bắt đầu em mới hỏi bà chị á, là hỏi cái công ty á, hỏi hàng của công ty nó nằm ở nào, cái mình tới mình mua mình đặt á. Cho nên em phải đặt số lượng cho mấy chị á, bởi vì phải trữ tiền đấy chứ. Rồi mấy chị nha, mấy chị ơi khẩu trang mấy chị lên màu nha, em cho chọn màu nha mấy chị nha. Trời ơi khẩu trang này mà đau tay chị đeo đi, bao đau tay và không bị ngập thở nha. Nè chị đeo nó sướng hai cái lỗ tai lắm, nó không có bị đau tai và nó không có bị ngập thở, mà đặc biệt là nó đẹp đúng không mấy chị. Bây giờ là khẩu trang là gần như ai cũng đeo hết, và đặc biệt là nó không có dính son nha mấy bà coi nè, thấy không, không có dính son ở trên cái khẩu trang. Cái kiểu như là mấy chị ơi mình mới cái thoa son lên, mới toan luôn mình thoa son, nhiều khi mình ăn cưới ăn tiệc mấy chị đeo những cái dòng khác thì mấy chị thấy không, nó in nguyên cái quả son lên cái môi lên trên cái khẩu trang. Nhưng mà cái dòng này mấy chị thấy không, em bịt nó không có bị dính khẩu trang, mình nói thế này kia nó cũng không có dính. Với lại á là nó đẹp nữa, rồi với lại là nó không bị đau đầu tai và không bị ngợp thở. Cái câu đầu tiên mà chồng em đeo vô á là ông nói ồ cái này thoải mái này, là không bị ngợp. Còn em đeo vô á là nói ồ đẹp quá. Còn chồng em là ông nói ồ cái này đeo vô không bị ngợp. Tại vì ông chồng em mà ông quan tâm có ngợp hay không ngợp, chứ ông có quan tâm đẹp hay xấu. Ông chồng em là vậy mới chị, còn em quan tâm là ồ nó đẹp. Mà ông nói là cái đeo vòng này nó không bị ngợp cho nên ông rất là thích đeo. Nhưng mấy chị nha thì thôi kệ đi mấy chị, rẻ ơi mấy mà. Trời ơi mấy bà ơi suy nghĩ chứ cho nó nhiều không biết nữa. Nhưng mấy chị nha, cái 9.000 gói, bà nào không tin mua đại gói thôi. Đừng mua nhiều, mua gói thôi. Ở coi thử vừa ngon không, ngon mua thêm vậy đó. Chứ em cũng chả có cần phải mấy chị ở mua lần nhiều ha. Nhưng mấy chị mua một gói thì 15.000 nha mấy chị nha, mà mua 10 gói trở lên thì còn 9.000 gói. Rồi nha mấy chị. Trần Yumi giao chung với em nha chị Thủy. Em kích cái bill của Bảo Văn Lâm ra. Rồi ok ok em nè. Lấy hai hộp, một đen một xanh.
Ủa bạn Văn Lâm ơi, em lấy hai hộp gì? Hai gói hả? Hai gói hả? Gói em mua một gói không? Bà gái ơi, cái này là gói em. Gói chứ không phải hộp nha em nha. Một gói là 10 cái là 15 ngàn gói. Còn nếu mà em lấy 10 gói trở lên đó là còn 9 ngàn đồng một gói. Thì em có thể mix với nhau mà. Ví dụ như em lấy 5 gói đen hoặc 5 gói xanh gì cũng được. Hoặc là em có thể em lấy là 10 gói 10 gói là 2, 5 màu. 5 màu 10 gói thì có thể là mình lấy mỗi màu 2 gói, mình lấy 10 gói đi cho nó lợi. Nói chung là khẩu trang này ok lắm mấy chị. 10 gói khẩu trang là chị không có cầm màu á. Màu hồng em ơi, hồng. Cái này là màu hồng nha, cái này là màu hồng. Màu hồng mà dễ, dễ thương lắm. Nha mấy chị nha. Mấy chị ghi giùm cho em dễ là gói nha em chứ không có ghi hộp được. Ha, chị Bảo Văn Lâm là em ghi một gói xanh, một gói đen vô. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm cho em ạ. Ghi cho em là khẩu trang 3D nha mấy chị. Một gói là 15 ngàn mà một gói là 10 cái. Chị nào lấy 10 gói trở lên thì còn 9 ngàn đồng một gói. Tùy mấy chị ha. Nói chung là mấy chị muốn mua sao em chốt vậy. Nhưng mấy chị nha, mấy chị mua ít đó thì em lời được vài đồng. Mà mấy chị mua nhiều á thì em gom giùm cho mấy chị. Nói chung là còn bữa nay giảm 10% nữa chứ. Ác độc luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên chị em ha. Rồi nha mấy chị nha. Bữa nay giảm thêm 10% nữa rẻ lắm. Rồi nha mấy chị. Rồi mấy chị nha, trắng xanh hồng đen rồi ok mấy chị. Bao nhiêu gói? Một trắng, một sáng, một xanh, một hồng, một đen. Vậy là 5 gói ha. Chị 5 gói ha, chị Thân Thị Hồng Phúc là 5 gói đúng không chị? Chị Thân Thị Hồng Phúc là 5 gói đúng không chị? Một gói là 15 ngàn, mà 5 gói trở lên là còn 12 ngàn đồng một gói. Chị nào lấy 10 gói trở lên thì còn 9 ngàn đồng một gói. Nói chung là em cho mấy chị cái mức giá như vậy ha. Ưng thì mấy chị lấy à, mấy chị thích màu nào mấy chị nói em luôn để em chọn cho nó dễ. Còn nếu mấy chị muốn đủ màu thì ghi cho em là 10 gói khẩu trang 3D đủ màu. Là nó cứ lấy màu 2 gói, màu 2 gói cho mấy chị ha. Rồi mấy chị. Có son nha chị ơi, có son luôn. Rồi nhưng mấy chị nha, cái sách kem đánh răng này. Mới này ai mới hỏi em xong. Thủy ơi, sách kem đánh răng xài ngon lắm. Thủy ơi, sách kem đánh răng này xài đã lắm, xài xong chả muốn thay loại khác đâu mấy chị. Một set 2 tip 145 ngàn, giảm mấy chị còn 85 ngàn. Chị nào lấy ghi giùm cho em sách kem đánh răng ông già 85 ngàn một set 2 tip. Và đặc biệt chuyến này còn giảm thêm 10%. Lộn, tối hôm nay nha. Một đêm cuối cùng, một đêm cuối cùng giảm thêm 10%. Cho nên tính ra còn có bảy mấy ngàn à. Chị nào lấy ghi giùm cho em gì? À, xét kem đánh răng ông già. Xét kem đánh răng ông già. Nhưng mấy chị, xét kem đánh răng ông già 85 ngàn và giảm thêm 10%. Hai tip. Mà một tip là nó tới 150 gram. Mà mấy chị xài một lần, xài một cục về chứ xài nữa đâu mấy chị. Đó. Cho nên là mấy chị ơi xài đi, lợi lắm. Mà kem đánh răng đó là mình sử dụng hàng ngày. Khi nào cũng sử dụng, sáng sử dụng, tối sử dụng, ngày sử dụng hai lần. Thì bây giờ này mấy chị thay vì xài loại A, loại B, loại C mới chết xài cái loại của ông già, của Thái đi mấy chị. Hàng đặc quyền chỉ có Thái Lan nó mới có thôi nha mấy chị nha. Còn lại là nhập về đó mấy chị. Một set 2 tip 85 ngàn và giảm thêm 10%. Cái này hàng giả đầy luôn, hàng giả nhóc luôn, hàng giả nhiều ơi là nhiều, hàng giả kinh khủng luôn. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em set kem đánh răng ông già ha. Một set 2 tip nha mấy chị nha. Chị Thân Thị Hồng Phúc là 2 gói nha em. Ở lộ 10 gói nha, là một màu 2 gói á. Rồi mấy chị nha. Chưa đâu chị trả vô quả trúc ơi, ngày mai em đi Thái. Chắc phải tới tối mai em mới like. Nay em mệt liên tục mấy chị ơi. Giờ này em có bầu á, em mệt liên tục luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi cái này là đặc trị thâm nách và hôi nách giùm chị em nha mấy chị nha. Đặc trị thâm nách và hôi nách giùm chị em. Chị nào mà bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa còn thâm á, thì mấy chị ô chị Khanh Lê ơi, tôi nói hết giờ rồi á, chị Khanh Lê sáng mai á, chụp cái bill gửi về việc làm đi, kêu sáng mai đứa nào vô kiểm tra đơn liền của chị Khanh Lê. Yên tâm với chị ơi, nó có ở trong, nó vẫn còn lưu lại cái lịch sử á chị. Hãy mà nó có cái là ngày mai nó nhắn với chị liền nha, em kêu nó nhắn với chị liền ha. Sáng mai như chị nha, cả tầm 9 giờ á chị ha, 9 giờ sáng bắt đầu là nó vô làm, là nó nhắn lại cho chị cho nhá. Tại vì bây giờ chồng coi thử có ai tên Khanh Lê chuyển khoản chưa? Không biết. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Đặc trị thâm nách của Thái Lan ok lắm mấy chị. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa còn thâm mấy chị xài cho em. Cái thứ hai là bị hôi nách, già hôi nách, trĩ hôi nách, đàn ông hôi nách, đàn bà hôi nách, chị em phụ nữ hôi nách xài cho em. Mà xài là sẽ hết thâm và hết thôi. Xài đi mấy chị ơi, hiệu quả dã man luôn. Thâm đen thôi, thâm đen xì, thâm dữ lắm, thâm ơi là thâm xài cho em. Hôi nách nặng mùi, hôi nách sâu sinh, hôi nách bà đẻ, hôi nách thay đổi nội tiết tố. Hôi nách mà em nói thiệt mấy chị, tự nhiên cái bị hôi nách à, xài kem mà xài là sỉ hết nha mấy chị nha. Cái dòng quỷ này hay lắm, một hũ như thế này em sale mấy chị từ 160 còn 87 ngàn.
Và bây giờ mới biết Buri nè, giảm thêm 10% nữa. Hết hồn chưa? Chị em hết hồn qua giờ rồi, mấy chị ngủ giật mình hoài luôn. Chị nó ơn ghi giùm cho em đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi chị cọc 500, chị hôm qua chụp gửi tin nhắn rồi. Ủa sao chị hôm qua tới giờ mà sao có đứa nào rép hết là sao? Ủa chị hôm qua là bữa nay nó rép tin nhắn rồi mà, Khanh Lê đứa nào chốt? Ủa chữ ke nữa nè. Nhung ơi. Dạ. Em có chốt chữ ke không? Không. Nhưng mà có chốt lên cho chị. Ủa sao Khanh lên chị chỉ hôm bữa qua mà chiều hôm qua tới giờ, chiều hôm qua tới giờ là cả ngày trời rồi mà không có đứa nào rép nè. Hỏi lên thằng đó rép cái tin nhắn đó chưa? Kêu nó rép liền coi. Đây mấy chị nha, chị nào lại lên giùm chị em à. Chụp hôm qua tới giờ mà đâu phải tưởng đâu mới chụp chứ. Nguyễn Kim Thi Khanh. À có rồi đúng không? Có nhận rồi đó. Nguyễn Kim Thi Khanh Lê. Nguyễn Kim Thi Khanh Lê chắc chỉ cho ai. Đây mấy chị nha, chị nào lại lên giùm chị em à. Dạ ok chị. Rồi đặc trị thâm nách 87.000 giảm thêm 10%. Đặc trị thâm nách 87.000 giảm thêm 10% nha mấy chị nha. Dạ em sẽ chốt qua tin nhắn nha chị Mai Mai Nguyễn ơi. Rồi mấy chị, rồi chị nào lấy giùm em ạ. Rồi giùm mấy chị nha, hai kim đánh răng ông già ok chị. Khẩu trang 3D Đặng Nga lấy bao nhiêu bịch lên giùm em ha. Kim đánh răng ông già ok chị. Rồi mấy chị nha, đơn trưa khi nào Mai chị ơi, Mai nha chị Kim Huệ. Rồi chị nào lấy gửi giùm cho em ha. Rồi giùm mấy chị, đặc trị thâm nách 87.000, đặc trị thâm nách 87.000. Còn cô Chi là ai? Ngang, cô Chi sao chưa chốt hả? Sao cô nói 2 ngày rồi cô ta chưa thấy chốt kìa. Rồi mấy chị, đặc trị thâm nách 87.000, đặc trị thâm nách 87.000, kệ nó mấy chị. Xài hay lắm. Em nói thiệt với chị nha, thâm có bao nhiêu mấy chị chia cũng được. Đấy, mặc cái áo dài tay vậy là chia, không có thấy bị thâm. Nhưng mà hôi lắm, mấy chị mặc 10 lớp áo mấy chị nghe hôi, vẫn còn nghe hôi. Cái thứ hai, bây giờ này mấy chị, giờ bị thâm đi. Mình nó họ dở cái nách lên lông không đen thui hôi rình, kỳ lắm mấy chị ha. Cho nên là mấy chị có thâm trị thâm, có hôi trị hôi mà combo cả hai là diệt nó luôn cho em. Nhưng mấy chị đặc trị thâm nách 87.000 lên đơn. Đặc trị thâm bách 87.000 lên đơn. Là mấy là ô chị ơi. Mà tuần cũng không thấy hàng. Chị Trần Ly vào Cù Là nó đang bị thiếu hàng là đúng rồi chị. Bởi vì Cù Là đen đúng không? Bởi vì Cù Là đen nó đang vừa hàng. Quên, nó mới vừa hàng đây, nó đi đơn rồi chị. Nó đi đơn rồi, cỡ tầm chị đợi giúp em cỡ tầm 2 hoặc 3 ngày nữa là chị nhận rồi nha chị Trần Ly. Do dầu Cù Là đen là hồi đợt hồi bữa đó là nó bị trong cái đợt mà đợt lễ đó chị. Nó không có nói với em là nó nghỉ lễ. Nó nghỉ lễ, nó nghỉ tới 4 ngày, 5 ngày cái hàng nó đưa vô phía trong, cái bắt đầu cái là nó làm chậm lại cái gửi hàng của em. Cái cuối cùng là nó làm chậm lại chị, cho nên là mới vừa được 3 ngày rồi. Nó đang đi cho chị rồi á. 3 ngày nó đi đơn cũng phải 3 ngày rồi. 3 ngày thì có tầm 2 hoặc 3 ngày nữa là chị nhận được à. Nha, thông cảm giùm em nha chị nha. Rồi, ok chị này khẩu trang rồi, ok mấy chị. Dung dịch vệ sinh chồng cho vợ dung dịch vệ sinh. Đây này chị, dung dịch vệ sinh này. Không không có thuốc xịu té xe nha chị nha. Đây chị dung dịch vệ sinh chai to nha chị nha. Đập cho mắt mình đầu tiên là nó có chữ thập ở đây. Không phải sản phẩm nào cũng có chữ thập đâu mấy chị. Mà sản phẩm nó tốt. Sản phẩm nó ok. Sản phẩm của nó là cái kiểu như là được Bộ Y tế cho phép thì nó mới dám có cái mọc này nha mấy chị. Mà để giùm em đi, những cái sản phẩm có chữ mọc này nó rất là lành tính luôn. Cực kỳ lành tính luôn. Cho nên em xài được cho con em từ 8 tuổi trở lên là em đã xài được cho con em rồi. Bởi vì con em nó bị bao quy đầu cho nên là nó dễ bị viêm lắm. Nó kiểu như là mình không có cái kiểu như mình không nặn ra rửa là đây rất là dễ bị viêm và bị hôi. Cho nên là em thấy 3-4 bé là nó bị phải mổ rồi mấy chị. Cho nên là em rất là sợ. Cho nên là em hay kêu con em là phải rửa cái này. Cho nên là con em đang xài này cũng hơn nửa năm rồi mấy chị. Nói xạo chị em mất lọc luôn á. Cái thứ hai là chị em nào có bầu, tại có bầu rất là mẫn cảm, mấy chị phải sử dụng sản phẩm nó an toàn, nó hiệu quả mà nó lại cái kiểu như là nó tốt cho cái cô bé, cho người có bầu. Cho nên là mấy chị sử dụng cái loại này là rất là ok. Cái thứ tư nữa là những chị em nào mà mới sinh em bé xong mấy chị nên sử dụng cho em. Và thêm nữa mấy chị, những ai dễ bị viêm nhiễm phụ khoa, dễ bị hôi, dễ bị huyết trắng mấy chị nên sử dụng mà. Và thêm nữa mấy chị ơi, nó còn giúp mấy chị cân bằng độ pH âm đạo luôn. Và thêm nữa mấy chị nên cho chồng xài chung. Tại vì mấy chị cái chai này chồng xài tốt lắm. Cho ổng xài chung, ổng có sạch sẽ thì bản thân mình cũng sẽ sạch sẽ, không có dễ bị viêm ha. Một chai dung dịch như thế này là chai lớn là 200ml. Em giảm mấy chị còn có giá 75.000 thôi. 125 giảm còn 75.000 và giảm thêm 10% nữa, tính ra còn có 6 mấy ngàn à. Chị nào lấy thì cứ giùm cho em dung dịch vệ sinh 75.000.
À, người chị em dung dịch vệ sinh lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn 75.000, 200ml. Nhưng mà chị nha, chị nào lấy với chị em dung dịch vệ sinh lớn 200.000. Gì trời, 200ml. Người chị em dung dịch vệ sinh lớn đó mấy chị, 75.000. Nhưng mà chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi ok chị nào lấy lên giùm em ạ. Nhưng mà chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy với chị em dung dịch vệ sinh nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Sữa tắm thì chị có cái loại này thôi nha. Cái này là sữa tắm trắng da của hãng Alpha Butin, 135.000 một chai và giảm thêm 10%, em ưng thì lấy ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Dung dịch vệ sinh chồng ghi lại ghi chú với chồng. Ghi dung dịch vệ sinh lớn vô. Dung dịch vệ sinh lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn 75.000, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Nha mấy chị nha, dung dịch vệ sinh lớn 75.000. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Hả? Chị Phụng Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ủa? Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À, thép Từ Thâm hả? Sếp Trị Thâm Biệm hả? Sếp Ông Đạo hả chị? Rồi mấy chị nha, à, chồng ghi dung dịch vệ sinh lớn 75.000. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi mấy chị nha. Để chị đi chưa? Đơn chị đã đi chưa? Chị ơi nó chưa rep cho chị là nó chưa đi đơn đâu chị. Để ngày mai nó vô nó kiểm với chị nha. Giờ tụi nó đi gì hết trơn rồi chị à. Hết giờ nè, 9 giờ là nó hết giờ rồi. Ngày mai á chị chồng chụp cái bill của chị Trần Thanh Thanh, nó chồng gửi về việc làm. Đến ngày mai nó vô nó coi cái đơn của chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Dạ ok chị nè. Không lấy 10 đen mà không phải hộp. Chồng sữa là cái chữ hộp là thành chữ gói là coi mấy chị cứ ghi chữ hộp không à. Rồi mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Dạ đúng rồi chị Loan Hồng ơi, đúng rồi chị ơi. Đây cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em dung dịch vệ sinh lớn 75.000 và giảm thêm 10% nha. Rồi những mấy chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Thằng Thanh Thanh đã nhận chưa? Ai biết? Ý là nhận rồi, chị có nhận rồi. Chị Trần Thanh Thanh là để em đã nhận rồi chị à. Mà nó mới chị mà mai mới chốt đơn đúng không? Mai mới lộn, mai mới chốt, mai mới đi đơn đúng không? Chị Trần Thanh Thanh ơi, chị có ưng gì không? Chị ủng hộ em nha, mai nó đi đơn nha chị á. Tại bây giờ hết giờ rồi chị, mai mới đi đơn nha chị nha. Chị ưng gì chị ủng hộ em á, ủng hộ em thêm đi, mai đi đơn luôn. Mai nếu mà nó có chốt đơn cho chị á, thì chị nói nó là chị có đặt thêm, để mai nó đi đơn luôn. Còn không á thì ngày mai nó vô làm rồi nó đi đơn cho chị cho, nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nào lấy lên giùm em. Thuốc nhiệt miệng là 49.000 nha Nguyễn Nở ơi. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi em có cái chai nước hoa này y bài lắm mấy chị. Nước hoa chân dài. Nha mấy chị nha, nước hoa chân dài. Nước hoa chân dài này mấy chị, đây, nước hoa chân dài của Thái này xài ngon lắm. Này mấy chị xịt phát là thơm lừng luôn. Mà đặc biệt cái mùi nó dịu lắm nha mấy chị. Đã quá. Cái mùi nước hoa rất là dịu dàng, rất là dễ thương luôn. Một cái chai nước hoa chân dài, người ta xách tay từ Thái về bán bèo lắm. Bảy ô nó 120.000, 125.000 một chai. Em giảm với chị còn có giá là 49.000. 49.000 này là em giảm để em lấy tương tác. Nhưng mà trong cái chuyến ngày hôm nay là do em khai trương nữa, cho nên là nó dập vô một phát hai nút luôn. Là vừa giảm giá mà nó lại vừa giảm thêm 10%. Chị nào ưng á thì lên giùm chị em là nước hoa chân dài thử chai đi mấy chị, bảo đảm ghiền luôn. Cái mùi nó thơm mà nó dễ chịu lắm mấy chị ơi, cái mùi thơm dễ chịu lắm, cho nên là có nhiều chị rất là thích. Mua xong mua đi mua lại. Em nói thiệt không, mấy chị xịt về xong mấy chị đi đâu, mấy chị đi tới nó cũng thơm, đi lui cũng thơm, đi xuôi cũng thơm, đi ngược cũng thơm, đi ra cũng thơm, đi vô cũng thơm. Nói chung là nó thơm lắm mấy chị ơi. Chỉ có giá 49.000 và giảm thêm 10% nữa. Ưng thì lấy lên đơn giùm chị em ha. Ghi giùm chị em nha mấy chị nha, ghi giùm chị em là ghi giùm chị em là cái gì ta, nước hoa chân dài nha mấy chị nha, nước hoa chân dài. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Được, tôi nói thiệt với ông đó nha, nữa đâu, đây xuống rống cái hồng tôi lên nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nước hoa chân dài, nước hoa chân dài chị nào lấy giùm em ạ. Không có nha Ti Lê ơi. Rồi mấy chị nha, không có nha chị Không Ngô ơi, bữa nay em hết vô gọi rồi nha mấy chị. Nước hoa chân dài, nước hoa chân dài 49.000, thử đi mấy chị, cái thơm cái mùi dịu lắm. Nó dịu mà nó dễ thương lắm nha mọi người, dịu mà dễ thương lắm. Dầu ớt xanh 75.000 nha Thảo Hiền ơi, dầu ớt xanh 75.000 ha. Dầu ớt xanh nè. Thử đi, thử hàng của Thái Lan mà chính hãng đó mấy chị.
Thử hàng chính hãng, Thái Lan chính hãng thử mấy chị. Thơm nóng, thơm lâu, thơm dai. Nóng lâu, nóng dai nha mấy chị nha. Sức đau đầu, đau bụng là trên cả tuyệt vời. Sức cái miếng dầu vô, biết cái là hàng của đó chính hãng liền à. Sức cái miếng dầu vô phát là ô, đã cái nư mình liền. 75 ngàn, ô mà bữa nay giảm như 10% rồi chứ, chết rồi. Đây 75 ngàn mà còn giảm như 10% nữa. Rồi cái ai ưng thì lấy, chứ bây giờ là cũng lỗ thôi. Cái này em mua vô là hết 73 ngàn. Em lời một chai này là có 2 ngàn à. Mà bên đây giảm thêm 10%. Dạ rồi, cái này lỗ rồi. Hãy cứ ưng thì lấy. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy em. Chồng ghi chú vô cái giá dầu áo xanh 75 ngàn. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên đâu. Rồi cái này là sáp âm đào đúng không mấy chị. Bên đây giảm giá rồi rẻ lắm mấy chị ơi. Thơm quá, thơm quá nha mấy chị nha. Đầu tiên mấy chị gõ ra, mấy chị lấy cái bịch bóng mấy chị xé đi, mấy chị bỏ vô trong cái túi lưới. Mấy chị rút cái dây lại. Mấy chị lấy cái này mấy chị chà trực tiếp cho âm đạo, chà qua hai cái miệng, chà luôn cả sông ong chim. Sau đó mấy chị để lại chim bằng 2 phút để nó rửa, để nó thấm vô, nó điều trị cho mấy chị. Chị nào đang bị mùi hôi cô bé, cho dù nặng mùi cách mấy, một ngày thay quần lót 3 lần, 4 lần em không cần biết. Chỉ cần chị em nào bị hôi cô bé, dù nặng mùi cách mấy, xài cục này cũng sẽ hết giùm chim. Cái thứ hai là nó trị thâm cô bé, trị thâm cái bệm, trị thâm cái mông. Nhưng mấy chị nha, sử dụng đi mấy chị, trị thâm rất là hiệu quả luôn. Cái thứ ba là nó trị cho mấy chị huyết trắng này, dịch dơ này, dịch vàng này, khí hư âm đạo này, mùi bị tanh, bị hôi này, mấy chị sử dụng cho em. Cái thứ năm nó còn giúp cho mấy chị, cái thứ tư nó còn giúp cho mấy chị là cân bằng độ pH âm đạo nữa. Và đặc biệt vô những ngày có kinh nên mấy chị mới biết ơn nó. Tại vì nó xài hổ mấy chị ơi, mùi hôi hay là nóng nực hay là khó chịu, hay là cái cảm giác mấy chị bức bối trong người, mấy chị nhờ xài cái cục này, cái cảm giác nó rất là mát mẻ nha mấy chị nha. Xài thử đi mấy chị ơi. Một ngày hai lần giùm cho em nha mấy chị nha, sử dụng đi mấy chị. Một cục này là 95 ngàn, em giảm còn 65 ngàn một cục và giảm thêm 10% nữa. Tính ra còn cả 50 mấy ngàn à mấy chị. Chị nào lấy cái ghi giùm cho em là sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn 65 ngàn cục. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em, sáp âm đạo 65 ngàn, sáp âm đạo 65 ngàn, sáp âm đạo 65 ngàn, lên đơn. Sáp âm đạo 65 ngàn, sáp âm đạo 65 ngàn, lên đơn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em chữ sáp âm đạo lên đơn, có 65 ngàn một cục và giảm thêm 10%. Ai ưng thì lấy nha mấy chị nha, xài tốt lắm mọi người. Xài cái cục này nó rất là hiệu quả luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi giùm cho em là sáp âm đạo lên đơn, sáp âm đạo lên đơn. 65 ngàn cục, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Tốt lắm nha mấy chị nha, đừng có tiếc mấy chị. Cục này mấy chị hỏi 65 ngàn, mấy bà ăn phát cũng hết. Ăn tô phở cho mấy. Mấy bà nhìn ăn tô phở đi, mấy bà ăn gói xôi đi nha. Là có cục này xài hơn cả tháng nha mấy chị luôn. Mà đặc biệt nha mấy chị nha, nó trị hôi cho mấy chị rất là hay luôn. Bây giờ em nói mấy chị chứ bây giờ mình sinh nở xong rồi, mình có chồng, mình có con rồi, cái mùi nó hôi, cái mùi nó nặng mùi, rất là khó chịu. Hoặc là con gái mấy chị mới lớn lên mà nó có kinh nguyệt, nó có huyết trắng á, nó đâu có được đặt thuốc đặc đâu mấy chị, nó bị viêm hay là nó bị hôi, mấy chị đâu có đặt được thuốc đặc đâu. Cho con xài cái cục này đi, nó vừa trị hôi, nó vừa trị viêm cho con nữa nha mấy chị nha, ok lắm. Này mấy chị coi em này, toàn bộ từ thảo dược hết, cho nên mấy chị xài mấy chị rất là yên tâm, không có sợ là hóa chất khó ơi gì trơn á nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ghi giùm cho em là sáp âm đạo 65 ngàn lên đơn, sáp âm đạo 65 ngàn lên đơn, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi thấy rồi nha Hồng Ngọc ơi. Rồi mấy chị nha, lấy bao nhiêu cục lên đơn giùm cho em ạ. Nha mấy chị nha, lấy bao nhiêu cục lên đơn giùm cho em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Sắc em đánh răng ông già hả? Một set 2 tiếp nè. Sắc em đánh răng ông già một set 2 tiếp, giá của nó là 95 ngàn, lộn 85 ngàn. 145 giảm còn 85 ngàn và giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi giùm cho em là sắc em đánh răng ông già 85 ngàn. Sắc em đánh răng ông già 85 ngàn và giảm thêm 10%. Chị nào lấy ghi giùm cho em sắc em đánh răng ông già 85k. Sắc kem nó đang ông già 75 ngàn và giảm thêm 10%. Chị nào ưng lên giùm em, sắc kem nó đang ông già lên đơn, sắc kem nó đang ông già lên đơn. Rồi mấy chị nha, chuyên đặc trị vàng răng, ố răng, cao răng, vôi răng, bị hôi miệng rồi mấy chị sử dụng tốt lắm. Chị nào ưng lên giùm cho em ha, sắc kem nó đang ông già lên đơn 85 ngàn một set và giảm thêm 10% nữa, còn có 7 mấy ngàn à. Chị nào ưng bao nhiêu set thì lên giùm cho em ha. Rồi mấy chị nha. Còn cái này là thun cục tóc này mấy chị. Một sợi như thế này á là đã hết 5 bạc rồi. Mua lẻ mấy chị. À, còn nếu mấy chị mà mua nguyên một set 10 sợi là 30 bạc nha mấy chị nha. Hôm nay em sale mấy chị còn 15 ngàn một set 10 sợi thun cục tóc. Và em giảm luôn 10% nữa. Cái 10% này nó đột xuất, cho nên là chị nào ưng thì lên giùm cho em. Gửi cho em set thun cục tóc, mấy chị gửi cho em là set cục tóc 15k. Bao nhiêu set lên giùm em, bởi vì nó có giảm thêm 10% nữa, cho nên còn có 13 ngàn mấy trăm đồng thôi mấy chị ha. Cho nên là mấy chị nào ưng lên giùm cho em ha. Gửi giùm em là set kem nó ra,
thun cột tóc, set cột tóc lên giùm em, 1 set, 2 set, 3 set, 4 set lên giùm em. 1 set 15 ngàn, mấy chị lấy bao nhiêu set lên đơn giùm cho em. 1 set 15 ngàn lấy bao nhiêu set lên giùm cho em ha. Nhưng mấy chị nha, có 15 ngàn thôi mấy chị. Ghi giùm em là set thun cột tóc 15k, set thun cột tóc 15 ngàn, set thun cột tóc 15k, set thun cột tóc 15 ngàn lên đơn. Nhưng mấy chị nha, 15 ngàn. Ba có đói bụng không? Đói bụng mà ăn thêm cơm vô. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Xét kem đánh răng ông già lên đơn, xét kem đánh răng ông già lên đơn. Nha mấy chị nha. À, gì? 4k trái cây đây nè em. 4k trái cây 119 ngàn, giảm thêm 10%. 4k đen 119 ngàn, giảm thêm 10%. 4k đỏ 119 ngàn, giảm thêm 10%. Chị nào ân lên đơn giùm em ha. Chị nào ân lên đơn giùm chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Chị nào lấy lên đơn ha. Xét kem đánh răng ông già cộng chị nào lấy, cộng 5 chai dầu ông già nước trắng. Ok chị luôn. Nhỏ nữa, 19 ngàn á. Đây, chị muốn dưỡng trắng body đúng không? Đừng bỏ qua chai này. Da đen sạm dưỡng trắng, da đen sạm dưỡng trắng lên đơn. Cái này là cái chai dưỡng trắng Alpha Abutin của Thái Lan này mấy chị. Dòng kem best seller của Thái. Cái dòng kem này á, họ là phải nói là siêu đỉnh của Thái luôn nha mấy chị nha. À, người ta xách tay về người ta có chỗ nó bán 199 ngàn chai á mấy chị. À, rồi nha mấy chị nha, em gom mấy chị là 135 ngàn và giảm thêm 10%. Ta nói cái nịt nó cũng mắc mẹ nó luôn rồi mấy chị ơi. Coi này, da chị nào sạm, da chị nào muốn dưỡng trắng, da chị nào bị khô chai sừng thì mấy chị có thể sử dụng cái chai dưỡng body Alpha Abutin này nha. Bởi vì nó thành phần chính của nó là collagen. Dưỡng trắng là cái tất nhiên, cái thứ hai nữa là nó giúp cho mấy chị mịn cái vùng da đó. Nha mấy chị nha. Đó, đẹp lắm mấy chị. Một cái chai dưỡng body Alpha Abutin là 500ml. Em giảm mấy chị từ 180 còn 135 ngàn một chai. Chị nào lấy thì ghi giùm chị em là dưỡng body Alpha 135 ngàn. Nhưng mấy chị dưỡng body Alpha 135 ngàn. Rồi còn chị nào mà mấy chị muốn màu trắng hơn á thì mấy chị mua cái vị kích trắng ra. Đây cái vị kích trắng này. Mấy chị mua thêm vị kích trắng này mấy chị. Đây cái vị kích trắng ha. Mấy chị mở ra. Đó mấy chị đổ cái thuốc này. Đó đổ cái thuốc vô cái lòng bàn tay này hoặc là cái chén đó mấy chị. Đó, mấy chị đổ vô cái chén đi. Sau đó mấy chị xịt cái chai dưỡng này ra. Đó mấy chị xịt cái chai dưỡng này ra. Mấy chị trộn đều lên. Đó mấy chị trộn đều lên hết. Sau đó mấy chị thoa lên trên da. Trời ơi, ta nói da trâu còn trắng luôn nha mấy chị nha. Da trâu còn trắng luôn á mấy chị. Chị nào lấy ghi giùm cho em là dưỡng body Alpha Abutin 135 ngàn. Nha mấy chị nha. Còn vị kích trắng thì 49 ngàn một vị và giảm thêm 10%. Chai dưỡng body Alpha Abutin là 135 ngàn và giảm thêm 10%. Còn có 120 mấy à. Còn cái vị kích trắng á mấy chị 49 ngàn giờ còn có 40 mấy ngàn mấy trăm đồng mấy chị. Nó rẻ lắm. Chị nào lấy ghi giùm cho em là dưỡng body 135 ngàn. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên em. Còn dưỡng body 135 ngàn. Rồi vị kích trắng thì 49 ngàn. Nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị đừng có tiếc mấy chị. Từ đây dưỡng tới Tết là nó trắng rồi mọi người ơi. Dưỡng đi để mình ăn Tết ha. Tự tin. Và đặc biệt nha, hàng của hãng cho nó mấy chị xài không có sợ bị bắt nắng. Không sợ bị bắt nắng giùm chị em. Cái thứ hai không phải là với kiểu như mấy chị phải ủ kem cả ngày luôn mà không dám bỏ áo khoác ra. Cái chai này mấy chị sử dụng cho em một ngày hai lần, sáng tối, sáng xài một lần, tối xài một lần vô chị. Nhưng mấy chị nha, nhanh trắng lắm mấy chị. Nhưng mấy chị nha, nhanh trắng lắm luôn á mọi người ơi. Có tầm 7 tới 10 ngày ta thấy mấy chị cái da của mấy chị nó khác hẳn à. Sáng lần, tối lần nha. Chứ không phải xài ngày rồi nghỉ 10 ngày nói ô thì ơi sao tao chưa thấy trắng. Nhưng mấy chị xài là mấy chị ráng chịu khó giùm chị em. Khi nào nó trắng rồi thì mấy chị có lơ là chút xíu cũng được. Tại vì cái thời gian mà mấy chị để dưỡng trắng là mấy chị phải cố gắng kiên trì để cho nó giúp nó trắng da cho mấy chị tốt hơn ha. Ghi cái chai dưỡng body Alpha kìa, đừng có coi cái đó. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy cái chị em dưỡng body Alpha nha mấy chị nha. Rồi mấy cái đó mẹo vặt đâu không chứ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm chị em ạ. Ghi giùm cho em là ghi giùm cho em là dưỡng body Alpha vị kích trắng lên đơn giùm cho em 135 ngàn một vị nha mấy chị nha. Ở lộn 135 ngàn một chai. Còn vị kích trắng là 49 ngàn. Đây nha mấy chị nào lại lên đơn giùm cho em. Dầu ông già này chồng. Đấy giờ chai nước trắng rồi quá. Dầu ông già này mấy chị. Dầu ông già này em có nước trắng và nước vàng. Nha mấy chị nha. Thơm ghê. Dầu ông già em có nước trắng và nước vàng này mấy chị. Chị nào ấn nước trắng lấy nước trắng, chị nào ấn nước vàng lấy nước vàng giùm chị em. Một chai như thế này 19 ngàn và giảm luôn 10%. Chị nào lấy với chị em dầu ông già nước trắng hoặc dầu ông già nước vàng. Nè mấy chị, dầu ông già nước trắng hoặc dầu ông già nước vàng 15 ngàn một chai, 19 ngàn một chai và giảm 10%. Chị nào ấn lên giùm em.
nghe mấy chị nha. Dầu ông già nước trắng hoặc dầu ông già nước vàng 19.000 một chai, giảm thêm 10%. Mấy chị phải ghi rõ giùm em là dầu ông già nước trắng hoặc nước vàng nha mấy chị nha, chứ để mất công mà không ghi được cái nó không biết, nó không chốt cho mấy chị bắt đầu cái là không đúng ý, là bắt đầu là la sầm hết nha mấy chị nha. Chị nào lấy giùm em dung dịch vệ sinh này chị, dung dịch vệ sinh 75.000 một chai, giảm 10% nữa nha chị nha. Chai em là 200ml, chị nào lấy thì lên đơn giùm chị em ha. Xài ngon lắm, xài nó có chữ thập ở đây, xài tốt cực kỳ cho cô bé luôn. Rồi chị nào lại lên giùm chị em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị à. Thì đương nhiên chai nhỏ rồi chị, chứ chai lớn ai bán giá này chị. Chai lớn em có kìa, 45.000 chai, chị có lấy chai lớn không? Chai lớn em 45.000. Chứ chị nghĩ đi, hàng giả mà nó cũng hết 15.000 rồi. Cái dầu này hàng giả nó cũng hết 15.000 chai rồi chị ha. Ôi dô, thơm dữ vậy trời. Rồi mấy chị nha, hít mũi ông già lên đơn. Hít mũi ông già lên đơn. Một cây hít mũi ông già như thế này, giá của nó này mấy chị. Ôi dô, nó thơm. Nó chuyên về giúp cho mấy chị nè, ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh. Nha mấy chị nha, mai mấy giờ đi giờ? Nhíu. Năm à? Bảy. Sắc hết mì nước lên sơn rồi. Mấy giờ bay? Bảy. Ủa vậy phải 5 giờ đi đó. Trời ơi vậy sớm nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Khẩu trang 3D cho dưỡng alpha ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, hít mũi ông già. Chị nào ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, hít cho em. Hít một phát là nó thông lên tới não luôn. Hít một phát là nó tăng lên tới óc luôn nha mấy chị nha. Một cái hít mũi ông già như thế này em gom cho mấy chị chỉ có 19.000 thôi nha mấy chị, và giảm thêm 10%. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đâu có loại nào mà 22.000. À 22.000 rồi mấy hôm bán 22.000 á. Rồi sau đó giảm 19.000 là nó trợ. Dầu ông già là mấy hôm bán 22.000 đúng không? Rồi chị nào mà lấy một lốc 10 chai là giảm còn 21.000 chai. Còn bây giờ giảm thẳng còn cái 19.000 chai này là nó nè. Là nó đấy. Chứ đâu còn dầu nào nữa là nó đó. Mấy hôm là bán 22.000 chai á. Rồi sau đó là chị nào lấy nguyên một lốc á là 12 chai thì giảm còn 21.000 chai. Rồi còn bây giờ giảm thẳng luôn còn 19.000 chai à. Nó mà bữa nay còn giảm thêm 10% nữa, tính ra còn có 17.000 mấy trăm đồng cho mấy, cho nên là lỗ sặc máu cái chai dầu này rồi. Ừ thì lấy thôi chứ không cần phải nói nhiều nha. Rồi mấy chị nào lấy giùm em ạ. Chai nhỏ hả? Ngân Nguyễn hả? Ngân Nguyễn lấy chai nhỏ hả? Chai nhỏ là 52.000 một chai đó nha Ngân Nguyễn ơi. Chồng đưa cho vợ chai nhỏ với. Chai nhỏ là 52.000 một chai nha, mà một chai nó là 100ml. Còn cái chai lớn là 75.000 một chai, mà một chai của nó là 200ml. Chị muốn lấy chai nhỏ hay chai lớn? Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Hít mũi ông già, hít mũi ông già, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi mấy chị nha, chai lớn dầu ông già lớn là 45.000 ha, và giảm 10% nữa. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Rồi mấy chị nha. Đâu? Nè chai nhỏ này. Chai nhỏ này, chị nào lấy cái chai dung dịch vệ sinh nhỏ này. Nhỏ là 52.000 một chai và giảm thêm 10% nha. Còn cái chai này là 200ml, 200ml là 75.000 một chai và giảm thêm 10%. Nói chung là tùy chị à, chị muốn chọn chai nào thì chọn nha. Các chị lấy chai dung dịch nhỏ đó nha chồng, nhỏ là 52.000. Người chú là dung dịch nhỏ 52.000, lớn là 75.000. Rồi nha mấy chị nha, đặc trị hoa nắp ok chị. Rồi mấy chị nha. Rồi ok, hai chai nhỏ, là 52.000 một chai nha. Em không hiểu nổi luôn, cái chai nhỏ đang mắc lắm á. Chai nhỏ này là 52.000 một chai đó, mà nó có 100ml à. Hai chai là 200ml. Hai chai là 200ml á, là tính ra là nó bằng một chai lớn, mà nó cộng vô giá tiền của nó là tới 104.000 đó nha. 104.000 và giảm lại 10% là có tầm là 8 mấy ngàn, 8 mấy 9 mấy ngàn. Còn cái này là giảm lại 10%, còn có 6 mấy ngàn à. Rồi nhưng mấy chị nào lại lên giùm chị em ha. Dầu ông già nước trắng nước vàng lên giùm chị em nha. Hít mũi ông già 19.000, chị nào lại lên đơn. Hít mũi ông già 19.000, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Hít mũi ông già nha mấy chị nha. Hít mũi ông già này. Hít mũi ông già này. Chị nào ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, mấy chị hít cho em. Hít vô một hơi là thông lên tới não luôn. Nha mấy chị nào lấy ghi giùm chị em là hít mũi ông già 19.000, giảm thêm 10%, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Hít mũi ông già 19.000, giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha. Chồng trên chân giờ cái rổ kèm làm hai nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Có chứ. Trời ơi, thì bà thử một chai đi. Bà đừng có tiếc, bà đang ghiền nano đúng không? Bà ghiền nano nó sao, bà ghiền nó gì nè.
Vậy em nói tóm lại câu nano bà mua lần chục hũ không à. Thì bây giờ này cái chai này bà mua thử cái chai đi. Bây giờ bữa nay nó đang sale 10% nữa, nó rẻ lắm. Chị mua thử đi, đừng tiếc. Tôi nói thiệt với bà nha, cái chai dung dịch này là ok nhất trong tất cả những dòng dung dịch mà em đã từng xài. Nó vừa an toàn, nó vừa thơm dịu nhẹ, nó vừa tốt, nó vừa mềm mại. Cô bé có nhiều chị thích tới cái mức mộng tắm luôn vậy. Nhưng mà chị nha, nó không có mùi nồng, cái kiểu như là nó không có biểu như là nồng gắt hay khó chịu gì hết á, cho nên ok lắm. Chị thử đi một chai thôi, không có lo gì hết trơn á. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ, hít mũi ong về nha chồng. Không em ơi, không có lên giếp. Rồi, hít mũi ong về cho vỏ lon luôn, nó chút cái hụt hơi nữa nè. Thảo Thu lên số điện thoại nha. Cô né 75 ngàn em ơi, cô né 75 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dung dịch vệ sinh phụ nữ lên đơn. Hai thằng con ngủ rồi chồng. Thằng nhỏ chưa ngủ. Thằng nhỏ ngủ hả? Tắm vậy mà nó vẫn ngủ nè. Tắm lên ăn. Ăn xong cái nó ngủ hả? Rồi cho mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị kẹo ngầm ha. Bữa nay nó mệt cái bụng của nhau ngầm. Rồi chị nào bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng. Nhưng mấy chị bị viêm họng, bị khan cổ, mấy chị ngậm cho em. Kẹo ngậm ho của Thái Lan này mấy chị, nó giúp cho mấy chị này. Chị nào bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm họng. Ho mà em nói thiệt với chị luôn, nó hơi lố chứ ho như ho lao luôn mấy chị. Ho mà kiểu như ho không dứt luôn. Ho mà cứ ho mà có những cái cảm giác mà mấy chị ho cũng văng cái phổi ra ngoài luôn. Ho mà em nói thiệt mấy chị nha, nửa đêm cũng ho gà gáy, cũng ho sáng ngủ dậy cũng ho, khuya cũng ho, trưa cũng ho, ăn sáng cũng ho, ăn tối cũng ho. Em nói thiệt mấy chị, nhắm mắt lim dim một phát là nó ho cái là hết muốn ngủ luôn mấy chị. Ngậm liền vô cho em nha, ngậm liền vô cho em nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm cho em ạ, gửi giùm em kẹo ngậm ho Thái Lan 35 ngàn, em giảm mấy chị còn 17 ngàn và giảm thêm 10% nữa, trời ơi tính ra còn có 15.700 đồng thôi. Chị nào lại gửi giùm cho em kẹo ngậm ho 17 ngàn, kẹo ngậm ho 17 ngàn, ngon như vị kẹo xí mùi vậy mấy chị. Mà mấy chị phải ngậm nha, chứ đừng bỏ vô là mấy chị uống cái ực, hay là bỏ vô mấy chị nhai rồi mấy chị nuốt, không phải. Mà mấy chị phải ngậm, mấy chị ngậm nó tan ra từ từ vậy mấy chị. Đâu nó giúp cho mấy chị làm thông cái cuốn họng mấy chị, nó làm dịu lại. Ví dụ như mấy chị mà nó có bị ho là đâu nó đỡ ngước ăn cổ hơn, đỡ khan tiếng hơn, đỡ khó chịu hơn, đỡ bị viêm họng hơn. Nhưng mấy chị nha, từ từ cái viêm họng mấy chị nó cũng hết luôn. Hay lắm. Kẹo ngậm ho 17 ngàn giảm thêm 10%. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Kẹo ngậm ho 17 ngàn giảm thêm 10%. Tính ra còn có 15 ngàn mấy trăm đồng chứ nhiều mấy chị. Cho nên rẻ lắm. Chị nào ơn ghi giùm cho em ha. Kẹo ngậm ho 17 ngàn. Nó ngon như vị kẹo xí mùi vậy mấy chị. Chị nào ơn ghi giùm cho em. Kẹo ngậm ho 17 ngàn. Kẹo ngậm ho 17 ngàn. Kẹo ngậm ho 17 ngàn. Lên đơn. Ngon lắm mấy chị. Nói tới chảy nước miếng mấy chị. Cái kiểu tại cái vị nó ngon như xí mùi á. Có chị nào mà ghiền xí muội không? Mấy bà ngậm cái kẹo này hổng ho cũng muốn lôi ra ngậm nữa. Nó vừa giúp cho mấy chị thơm miệng này, vừa giúp cho mấy chị sạch miệng này, vừa giúp tốt cho cái cuốn họng của mình này. Con nít ngậm được, người già ngậm được, người trẻ ngậm được, người đang có bầu cho con bú đều ngậm được hết. Chỉ cần bị ho là ngậm thôi, hoặc bị đau họng, bị khan tiếng là mấy chị ngậm thôi. Chứ không phải là nói thủy ơi chị đang bị bệnh này, chị có ngậm được hay không, hoặc là này kia, không phải mấy chị. Mình bị ho, mình bị đau họng mình ngậm thôi nha mấy chị nha. Con nít cũng phải ngậm nha, chứ không có được bỏ vô nhai nuốt. Nhưng mấy chị bỏ vô nhai nuốt là nó không có hết được ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em 17 ngàn giảm thêm 10%. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Rồi có luôn, lăng hồng xịt thơm body hồng gì cũng có hết. Xịt thơm body hồng 75 ngàn giảm thêm 10%. Cái này là cái chai xịt thơm body, có nghĩa là nó xịt thơm cả ngày luôn mấy chị. Nói chung xịt thơm body của Thái Lan dai lắm. Nhưng mấy chị nha, cái nơi sản xuất của nó là Malaysia, nhưng mà nơi phân phối hàng của nó là tại Thái Lan. Ok lắm mấy chị, thơm lắm. Chị nào lại ghi giùm cho em là xịt thơm body hồng 75 ngàn. Nhưng mấy chị giảm thêm 10% nữa, tính ra còn có 60 mấy ngàn đó mấy bà. Rẻ đề luôn. Còn lăng hồng, lăng hồng này nè mấy chị, lăng hồng này, lăng hồng này thì cũng 69 ngàn. Nhưng mấy chị nha, lăng khử mùi hồng ha. Một cái chai lăng hồng, hoặc là mấy chị em thường hay lăng trên cổ áo, trên vành áo, mấy chị thơm cả ngày luôn. Mấy chị lăng trên này, lăng trên đây là cũng thơm cả ngày luôn. Một cái chai lăng hồng cũng 69 ngàn và giảm thêm 10%. Chị nó ơn ghi giùm cho em lăng hồng 69 ngàn, xịt thơm body hồng 75 ngàn, giảm thêm 10% thì cái này còn có 6 mấy ngàn. Còn cái này là cũng 6 mấy ngàn rồi mấy chị. Còn 3-4 ngàn gì sao. Còn cái này là còn 7-9 ngàn gì mấy chị. Nói chung là rẻ lắm. Chị nào lại ghi cho em lăng hồng hoặc xịt thơm body hồng lên đơn. Tại vì có giảm thêm 10% nha mấy chị. 75 ngàn. Cái này 75 ngàn. Rồi còn cái này là 69 ngàn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lại lên đơn giùm cho em ha. Chị nào lại lên đơn giùm cho em ạ. Nha mấy chị nào lại lên đơn. Rồi cái bóp vàng, bóp vàng hay còn gọi là bóp vàng hút lọc của Thái Lan.
Nhưng mấy chị nha, đựng tiền này mà cầm cái bóp lên êm ghê mấy chị. Bóp vàng này mấy chị, đựng tiền này, đựng điện thoại này, đựng giấy tờ này, đựng thẻ xe, đựng nói chung là đựng được nhiều đồ lắm. Đựng xong ha, kẹp nắp cũng được luôn. Ân lắm mấy chị. Bóp vàng bên Thái nhà giàu ú ú ú ú luôn mấy chị. Nguyên một cái shop to đùng vậy mà cũng xài bóp vàng không à mọi người. Bóp vàng hút lọc bên Thái Lan hay còn gọi là cái kiểu như là mình xin giết cái lọc quá mấy chị, cho nên là người Việt của mình qua cũng hay mua cái bóp vàng này để cho mình cũng được may mắn như người Thái vậy mấy chị, có nghĩa là được nhiều tiền đó mấy chị ha. Bóp vàng hút lọc có nghĩa là nó được cái lọc cho mình để mình có được nhiều tiền. Nói chung là đây là theo cái phong tục của Thái Lan rồi. Em gom mấy chị 49.000 và giảm thêm 10%. Chị nào lấy với chị em bóp vàng 49.000 giảm 10%. Bóp vàng 49.000 giảm thêm 10%. Chị nào lấy bóp vàng lên như em bóp vàng, cái vân da nó đẹp lắm mấy chị. Mình cầm lên nó im tay lắm. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy với giùm chị em bóp vàng 49.000 lên đơn. Bóp vàng 49.000 lên đơn. Cà phê gì em, cà phê giảm cân hay cà phê uống. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Bóp vàng 49.000 lên đơn. Còn cả còn xách son nè, xách son liền mới nãy có chị nào hỏi em là xách son 3 cây đúng không? Rồi nè mấy chị. Này mọi người xách son nè, đẹp chưa? Xách son một set 3 cây nha mấy chị nha, xách son liền của Thái Lan. Dòng best seller luôn. Dòng bán rất là chạy của Thái nha mấy chị nha, dòng bán rất là chạy của Thái Lan. Đó, cái màu đẹp ghê luôn mấy chị. Một set son lì 3 cây như thế này. Em gom mấy chị có giá là em gom cho mấy chị có giá là 87.000 và giảm thêm 10%. Nha mấy chị nha, đó, đẹp quá. Một set son lì 3 cây 87.000, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Trời ơi, đẹp tuyệt vời. Nha mấy chị nha, set son lì 87.000. 3 cây. Nha mấy chị, set son lì 87.000, 3 cây. Trong xoàn éo trong chưa? Ủa cái gì còn trăm hả? Là gì thì năm vô hả? Chưa bớt hả bà ngoại, bà nên nói tiếng rõ cho. Tụi đi được hả? À vậy mà đây còn đỡ hả? Không chị ơi, hôm nay em có la áo dung dịch vệ sinh 10 khẩu trang vô đâu. Chị bà phân áo của phân áo phân đồ của ông cu vô giùm nha. À mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị. Rồi 10 hộp chai dầu ông già vàng 5 kẹo ngầm ha. Ok chị. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy mềm set son 1 set 3 cây 87.000 lên đơn. Set son 1 set 3 cây 87.000 lên đơn. Rồi chị nào lấy lên giùm chị nha mấy chị nha, 87.000 3 cây. Nha mấy chị, 87.000 3 cây. Rồi chị nào lấy. Mấy chị ơi, chắc em xuống live sớm xíu nha mấy chị nha. Em còn đi soạn đồ nữa mấy chị, mai em bay sớm không mọi người. À em ngủ sớm nữa mấy chị. Em ngủ sớm rồi nha mấy chị nha. Mai em đi bay sớm rồi mấy chị ơi. Mai em đi sớm rồi mọi người à. Nó mệt mấy chị, nó mệt. Thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Em xuống like nha. Em xuống like nha mấy chị ơi. Em xuống like ha. Ngày mai rồi em đi... hẹn mấy chị vào ngày mai nha, hẹn mấy chị vào ngày mai có mặt tại Thái Lan nha. Chồng Quỳnh Yên là hai hộp khẩu trang là loại 39.000 nha chồng. Quỳnh Yên á, chồng với Quỳnh Yên là hai loại hộp trang 39.000. Một hộp nâu, một hộp sáng loại 39k. Rồi chống nắng nano, một giảm cân ba chi á chồng, một chống nắng nano. Một chống nắng nano, một giảm cân, một chống nắng nano, một thâm nắp, một dung dịch vệ sinh lớn. Rồi serum HA ok chị, hai tiếp nám ok chị. Một set son lì cho Liên Đinh chồng. Rồi với chị nha, còn sữa tắm. Út lấy chị chai sữa tắm cái trắng đó Út. Set son lì giùm em nha mấy chị. Đây size sữa tắm cái trắng này chị. Một chai như thế này là 500ml.
Một chai như thế này là 500ml, giá của nó là 180, em giảm còn 97 ngàn à. Mà đợt này còn giảm thêm 10% nữa cho nên là rất là rẻ. Chị nào lấy thì ghi chị em ha. Thơm, mịn và trắng da, nó có 3 công dụng chính. Thơm, mịn và trắng da, 3 công dụng chính. Thơm, mịn và trắng da, cái loại này cho mà tốt lắm mấy chị. Đi 8 đọng 10 đều mấy chị cũng quay lại nó. Nhưng mấy chị nha, nó vừa tốt thì nó rất là ok. Nó vừa thơm thì nó cũng ok luôn. Tại vì nó thơm dịu chứ nó không nồng, không gắt, cũng không gây cho mấy chị khó chịu. Mà đặc biệt nó rất là mịn da luôn. Nhưng mấy chị có nhiều loại mấy chị tắm nó bị khô da. Rất là ví dụ như nó làm chai cái quên nó làm sần cái da mấy chị, nó làm khô da mấy chị. Nhưng mà riêng cái dòng này bởi vì nó là của hãng Cathedon cho nên là khi mấy chị sử dụng á, nó mịn lắm, nó mịn cái vùng da cho mấy chị nữa, cho nên là xài ok lắm ha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Không có chị Âu Phượng ơi. Túi thơm à, túi thơm Út lấy chị à, xét siêu thơm đi. Em chị xét siêu thơm đi. Đây, set siêu thơm nè. Set siêu thơm một set 2 gói, giá của nó 47 ngàn, giảm thêm 10%. Chị lấy thì lên đơn giùm em ha. Thơm lắm mấy chị ơi. Set siêu thơm này ai cũng thích xài đó. 87 ngàn và giảm, 47 ngàn và giảm thêm 10% nha. Chị lấy thì lên đơn giùm em set siêu thơm ha. Set siêu thơm nha mấy chị nha, 87 ngàn và giảm thêm 10%. Set siêu thơm 87 ngàn và giảm thêm 10% nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị ơi. Nano chị có 67 ngàn rồi chị, ở 69 ngàn rồi chị, mày còn giảm thêm 10% nữa. Chống nắng nano giảm mấy chị 69 ngàn mà còn giảm thêm 10% nữa. Chị nào lấy nano lên giùm chị em nano nha. Nano 69 ngàn và giảm thêm 10% nha mấy chị. Nano 69 ngàn và giảm thêm 10% nha mấy chị nha. Chị nào lấy nano lên giùm chị em nano. Nano 69 ngàn và giảm thêm 10%. Chị nào lấy nano lên giùm chị em nano nha mấy chị nha. Nano 69 ngàn và giảm thêm 10% nha mấy chị. Chị nào lấy nano lên giùm em nano. Rồi thôi bye bye mọi người nha. Em mệt lắm mấy chị. Bye bye. Cảm ơn mấy chị nhiều. Bye bye. Sửa tắm cái.